ha ha, đường đường kim tê đại vương, chẳng lẽ sợ đắc tội người khác sao? Nam tử áo tím cười ha ha nói, điện hạ không cần dùng kế khích tướng, kim mỗ không để mình bị đẩy lòng vòng, muốn ta ra tay cũng có thể, trước ngươi đặt cọc hai quả kim nguyên đạo quả, chờ ta mang đầu lâu cùng tỷ bà người ngươi muốn về, lúc đó ngươi lại giao ta thêm hai quả đạo quả. Kim tê đại vương cười nói, kim nguyên đạo quả là vật chân quý bực nào, kim tê đạo hữu không khỏi dùng công phu sư tử ngoạm A. À. Thần sắc nam tử áo tím không đôi, Khóe miệng vẫn vui vẻ như trước, nhưng ngữ khí lại mang theo một tia không vui. Công phu sư tử hoảng, cũng không phải là như thế, tuy kim nguyên đạo quả chân quý, nhưng so với toàn tính của điện hạ lại không đáng nhắc tới A. À. Theo ta được biết, vị điện hạ thập tam đệ một mực được thánh chủ coi trọng, là một đại uy hiếp của ngươi, dùng bốn quả kim nguyên đạo quả diệt trừ một đại địch, mùa bán này có lợi vô cùng, mà kim mỗ vừa vặn lại là đối tượng phù hợp giao dịch này. Kim tê đại vương rảo hoạt cười nói, nhiều nhất ba miếng, hơn nữa phải đợi sau khi ngươi thành công mới đưa ngươi được. Nam tử áo tím suy nghĩ một lát, chậm rãi nói ra. Trước đó đưa ta một quả, không có tiền đặt cọc, kim mỗ tuyệt không xuất thủ. Kim tê đại vương lắc đầu, kiên định nói. Được rồi, bất quá nếu ngươi không thể hoàn thành việc này, kim nguyên đạo quả này phải hoàn trả lại, còn phải bồi thêm một ít tiền lãi. Đúng rồi, người bên cạnh hắn đã có tu vi thái ất cảnh sơ kỳ. Nam tử áo tím gật gật đầu, lại nói. Ha ha, nghe nói thạch xuyên không kia chỉ là kim tiên cảnh, mặc dù có thái ất cảnh sơ kỳ giúp đỡ, kim mố tự mình ra tay, há lại thất bại. Điện hạ chuẩn bị tốt trái cây yên lặng chờ đợi tin tốt ra. Kim tê đại vương phảng phất như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười, cười ha ha nói. Ta đây sẽ chờ tin tốt từ kim tê đạo hiếu. Nam tử áo tím nói một tiếng, bấm niệm pháp quyết phung lên, thân hình nhoáng một cái biến mất. Bất quá mâm tròn màu tím tản mát ra hào quang nhưng lại chưa tiêu thất, ngược lại càng thêm sáng ngời vô số phù văn màu bạc từ đó bắn ra, nhanh chóng hình thành một pháp trận màu bạc. Ông ông, pháp trận màu bạc đột nhiên tỏa sáng hào quang, vô số hào quang màu bạc từ đó trào ra. Sau đó trung tâm pháp trận lóe lên kim quang, nhiều ra một quả tròn vàng lớn chừng quả đấm. Trên quả tròn có từng đường vân màu vàng to cỡ móng tay, chấp động lên kim quang nhẹ nhẹ, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, càng tản mát ra chấn động pháp tắc kim thuộc tính minh mông. Nhãn tình kim tê đại vương sáng lên, lập tức cầm quả tròn màu vàng lên, cẩn thận xem xét chốc lát, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Người đâu, gọi thiết phố tới đây, kim tê đại vương lớn giọng đồng thời cẩn thận đặt kim nguyên đạo quả vào trong một hộp ngọc, sau đó dán lên mấy miếng phù lục, thu vào. Vâng, thân ảnh một người hầu xuất hiện ở bên ngoài đại điện, đáp ứng một tiếng rồi hóa thành một đạo kim quang bay về phía xa. Một lát sau, một đạo hào quang màu u lục từ đằng xa bay vụt tới, rơi vào bên ngoài đại điện, hiện ra thân ảnh một nam tử áo lục thấp bé làn da trên thân người này đều hiện ra màu xanh lá quỷ dị, thân cao chỉ năm thước, thoạt nhìn giống như một thiếu niên chưa lớn, khuôn mặt cũng là bộ dạng em bé. Bất quá thân hình gã lại cực kỳ cường tráng, toàn thân cơ bắp hiện ra từng khối, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không cân đối. Thiết phố đại nhân, hộ vệ ngoài điện thấy người tới, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, lập tức cung kính hành lễ. Thiết phố cũng không thèm nhìn hộ vệ kia, lưỡng thưởng đi vào đại điện. Tham kiến đại vương, Nam tử thấp bé bái phục trên mặt đất, cung kính vô cùng nói, thanh âm của hắn cũng vô cùng thô kệch. Thiết vũ, người đã đến rồi, ta đã sớm nói, ngươi, đồng vũ, ngân vũ nhìn thấy ta không cần hạ bái hành lễ, mau đứng dậy đi. Kim tê đại vương đứng lên, tự tay kéo thiết vũ, ôn hòa nói. Ngài là vương thượng, chúng ta là cấp dưới, chuyện quỳ lại hành lễ chính là việc cần phải làm. Thiết vũ cung kính nói, ai, tùy ngươi vậy, kim tê đại vương thở dài nói ra không biết đại vương gọi thuộc hạ tới đây là có chuyện gì thiết phú hỏi người dẫn người đi tìm trong lãnh địa tìm được người này đem thủ cấp của hắn cùng tất cả đồ vật trên người hắn về đây kim tê đại vương cong ngón tay búng ra hình ảnh thạch xuyên không cùng hàn lập hiện ra trên màn sáng dừng lại trước người nam tử thấp bé một ngón tay y chỉ vào thạch xuyên không trong miệng phân phó người dị tộc trong mắt nam tử thấp bé lóe lên lãnh mang lạnh giọng nói ra đúng vậy thiết phú ta biết rõ người thống hận ngoại tộc nhân thân thể người này thì ta mặc kệ, nhưng đầu lâu của hắn nhất định phải mang về hoàn hảo không tổn hao gì. Kim Tê Đại Vương dặn dò nói ra, Đại Vương yên tâm, thuộc hạ minh bạch, thiết phố nghe vậy trong mắt lóe lên hung quang, gật đầu nhẹ. Người này có tu vi kim tiên đỉnh phong, người bên cạnh hẳn là hộ vệ của hắn, tu vi thái ất cảnh sơ kỳ. Ta cho phép người thuyền chuyển tất cả nhân thủ kim tê lính, cần phải mau chóng. Kim tê đại vương tiếp tục mở miệng nói ra, nhưng lại không báo cho gã biết thân phận thạch xuyên không đại vương yên tâm trong một tháng thuộc hạ sẽ đem đầu lâu hắn về thiết phú ngạo nghễ đáp ứng ân đi đi kim tê đại vương cũng không nói gì nữa thiết phú thi lễ một cái quay người ly khai đại điện rất nhanh hóa thành một đạo lục quang bay về phía xa Hừ, kim mỗ ta thân phận thế nào há lại vì một tên kim tiên lại tự mình ra tay nếu để cho mấy lão già kia biết chẳng phải chọc người ta lấy lớn hiếp nhỏ kim tê đại vương nhìn thân ảnh thiết phú đi xa khinh thường nói chương 778, chặn đường. Phía dưới thấp trong một mảnh rừng rậm u ám ở thập hoạn sơn mạch, hai đạo độn quang đang lao đi vùn vụt, chính là hàn lập cùng thạch xuyên không. Rừng rậm nơi này lờ mờ dị thường, cây cối đều hiện ra màu đen kịt, hư không phụ cận tựa hồ cũng bị lây nhiễm, khắp nơi đều là một màu u ám. Phiến rừng rậm này tản mát ra khí tức cổ quái dị thường, cũng không phải là thiên địa linh khí, hoặc là ma khí, mà là một loại khí tức âm u đặc thù, không ít dị thú sinh sống trong rừng này cũng đều tản mát ra loại khí tức này. Hai người Hàn Lập thi pháp ẩn nặc độn quang, hầu như dung nhập hoàn mỹ vào mảnh không gian này, tuy tốc độ bọn hắn rất nhanh, nhưng không dẫn phát bao nhiêu chấn động khí tức. Hoàn cảnh thập hoạn sơn mạch thật đúng là kỳ lạ, thậm chí có loại hoàn cảnh đặc thù này. Ánh mắt Hàn Lập nhìn xuống phía dưới, trong miệng nói ra. Hai người cứ chạy trên đường như vậy đã được mười mấy ngày, trên đường đi tuy gặp một ít hung thú tập kích, nhưng đều bị bọn hắn đơn giản đuổi đi, cũng không tái xuất hiện loại tình huống nguy hiểm tính mạng như trước. Hai người vốn căng cứng tinh thần, dần hơi buông lỏng một chút. Thánh vực nơi đây so với các nơi khác ở chân tiên giới, khí mạch dưới mặt đất tương đối hỗn loạn, thập hoãn sơn mạch này càng thêm nghiêm trọng, thiên địa linh khí, ma khí, còn có các loại nguyên khí khác đan xen vào, tạo thành rất nhiều hoàn cảnh đặc thù. Lệ Đạo Hữu người vừa mới tới đây có thể sẽ cảm thấy mới lạ, qua một đoạn thời gian sẽ thấy quen thuộc. Thạch Xuyên không cười nói, Hàn Lập ư một tiếng đang muốn nói gì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thân hình đang phi độn đột nhiên dừng lại ánh mắt nhìn về một chỗ rừng rậm phía dưới lệ đạo hữu làm sao vậy thạch xuyên không thấy vậy cũng lập tức dừng lại nhìn theo ánh mắt hàn lập nhưng lại không phát hiện được gì không có gì có lẽ cảm giác của ta bị sai a à? trong mắt hàn lập nổi lên một tia nghi hoặc nói ra hắn nhìn kỹ lại chỗ kia vài lần không phát hiện gì liền cùng thạch xuyên không đi tiếp thân ảnh hai người liền biến mất ở phía xa chân trời nơi ánh mắt Hàn Lập vừa mới nhìn qua là một gốc đại thụ đen kịt. Gốc đại thụ này có lá cực dày, giữa lá cây có không ít trái cây màu đen cao cỡ nửa người, trái cây này cũng hơi giống hình người, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Giờ phút này một trái cây màu đen trong đó đột nhiên hiện ra từng trận hắc mang, hắc mang chấp động, trái cây màu đen kia chậm rãi biến hình, nhất là bộ mặt hiện ra ngũ quan, chậm rãi mở to mắt, nhìn về hướng hai người Hàn Lập vừa đi qua. Trong ánh mắt màu đen nổi lên từng vòng rung động màu đen, không ngừng chấp động. Giờ khắc này, cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, một mảnh mây đen lớn mấy chục mẫu đang cuồn cuộn lao vụt về phía trước. Phía trên mây đen đứng gần trăm thân ảnh nửa người nửa thú, người đầu lĩnh chính là Thiết Phú. Giờ phút này sắc mặt gã lạnh lùng, mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí xanh đen. Những người bên cạnh thấy bộ dạng Thiết Phú đều tránh xa ra, không người nào dám đứng gần gã. Không ít người khoanh chân ngồi các nơi trên mây đen, tựa hồ đang thi triển các loại bí thuật, trên người cuồn cuộn các màu quang mang kỳ lạ. Như thế nào còn không có tin tức gì. Thiết phú chợt mở miệng hỏi, gã cam đoan với kim tê đại vương kỳ hạn một tháng, hôm nay đã qua một nửa thời gian, nhưng tung tích hai người vẫn không tìm thấy. Thiết phú đại nhân, chúng tôi đang dùng hết toàn lực tìm kiếm, thế nhưng phạm vi quá lớn, hai người kia tựa hồ cũng rất giảo hoạt, không để lại chút manh mối nào. Cho nên tạm thời còn chưa tra ra được tung tích bọn hắn. Một nam tử áo vàng cắn răng tiến lên hai bước, thấp giọng nói ra. Phế vật, thiết phú bỗng nhiên quát lớn một tiếng chói tai, trên người nổi lên một tầng lục quang, ngưng tụ thành một mảnh xạ ảnh hẹp dài màu xanh, mắt rắn băng lãnh nhìn lại nam tử áo vàng, như muốn cắn nuốt gã. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ lập tức tăng thêm lực lượng dò xét. Tựa hồ nam tử áo vàng rất là kinh sợ xạ ảnh này, toàn thân run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu không ngừng. Cút xuống dưới tiếp tục tìm kiếm cho ta, cho ngươi thêm ba ngày, nếu tìm không được thì đi chết đi. Thiết phú lạnh lùng nói, nam tử áo vàng như được đại xá, té cứ té đái lui xuống thiết phú đại nhân đã tìm được bọn họ vào thời khắc này một đại hán mặt đen đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên đứng lên trên mặt lộ vẻ vui mừng bước nhanh về phía trước trong tay đại hán mặt đen cầm một mộc nhân màu đen thoạt nhìn rất giống một cỗ mộc nhân được điêu khắc giờ phút này con mắt mộc nhân mở ra bên trong chấp động lên từng vòng rung động màu đen nói mau ở nơi nào trên mặt thiết phú lộ vẻ vui mừng hỏi ngay tại hắc lân thụ hải hai người kia đang đi về hướng bắc Đại hán mặt đen vội vàng bẩm báo, đi về hướng Bắc, xem ra là tính ly khai thập hoạn sơn mạch, chúng ta lại vừa vặn tiện đường ngăn cản bọn hắn. Thiết phủ nghe vậy cười lạnh một tiếng, hai tay lập tức bấm nhiệm pháp quyết. Mây đen dưới chân bọn họ lập tức thay đổi phương hướng, hơn nữa cuồn cuộn kịch liệt, phát ra từng trận thanh âm như sấm rền, lao vùn vụt về phía trước. Hàn lập cùng thạch xuyên không tiếp tục phi độn về phía trước, trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày. Xâm lâm màu đen phía trước dần dần trở nên thưa thớt, Dựa hồ đã đến phần cuối, một mảnh sơn mạch xanh biếc xuất hiện ở trước mặt. Ánh mặt trời dọi xuống, không khí cũng ấm áp thoải mái dễ chịu hơn nhiều, từng trận thanh phong ấm áp phả vào mặt, quất qua thân thể hai người. Tầm mắt trước mặt trở nên bao la, dãy núi liên miên minh mông bắt ngát, một tòa núi tiếp một tòa, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, làm cho lòng người cảm thấy khoan khoái. Thạch xuyên không mở căng lồng ngực ra, thỏa mãn hít sâu một hơi. Xâm lâm màu đen phía sau làm cho người ta có loại cảm giác âm lãnh, Mặc dù gã là ma tộc nhưng cũng cảm thấy không dễ chịu. Mà trên mặt Hàn Lập ngày thường vốn bình tĩnh, cũng thay đổi nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Đi thôi." Thạch Xuyên không thở ra một hơi, sau đó đang tính nói tiếp. "Cẩn thận." Hàn Lập bỗng nhiên kéo cổ áo phía sau Thạch Xuyên không lại, bắn ngược ra đằng sau. Thân thể Thạch Xuyên không vừa mới tránh khỏi chỗ cũ, lập tức một mũi tên dài màu xanh lá vừa thô vừa to lăng không hiển hiện ra, xuyên thủng qua chỗ đó. Mũi tên màu xanh lá này dài chừng 3-4 trượng to cỡ cánh tay, thân tên khắc lên vô số hoa văn màu xanh lá, tách ra từng đạo lục quang vặn vẹo, mơ hồ hình thành một mảnh xà ảnh dài hẹp màu xanh lá, phát ra ngàn vạn thanh âm độc xà thổ tín. Tốc độ mũi tên dài cực nhanh, đâm rách hư không, phát ra âm thanh nổ đùng chói tai. Thạch Xuyên không bị Hàn Lập kéo ngược lui sau, hiểm hiểm tránh thoát mũi tên này, bất quá trong mũi gã chợt ngửi thấy một cỗ mùi ngọt, trên mặt lập tức nổi lên một tia lục quang, thân thể như nhũn ra. Độc, trong lòng gã cả kinh, vội vàng lật tay lấy ra hai miếng đan dược màu trắng to như quả long nhãn, tán phát ra từng mùi hương kỳ dị, ăn vào. Sau khi nuốt đan dược, trên người Thạch Xuyên không lập tức nổi lên một hồi bạch quang, lục quang trên mặt lập tức tản đi, thân thể bủn rủn liền biến mất. "Không sao chứ?" Hàn Lập hỏi, tuy hắn cũng ngửi thấy một chút độc khí, bất quá hắn đã từng tu luyện qua vạn độc hỗn nguyên thân chuyên khắc chế kỳ độc, thân thể lại cực kỳ mạnh mẽ, hôm nay lại tu thành thân thể Thái Ất Ngọc Tiên, chút độc khí ấy không làm gì được hắn. Không sao, Thạch Xuyên không lắc đầu. Người nào, không nên trốn nữa, xuất hiện đi. Hàn Lập quay đầu nhìn về một chỗ phía trước, thần sắc bình tĩnh nói. a à, trong hư không phía trước bỗng vang lên một tiếng kinh ngạc, tiếp theo hào quang màu đen chấp động, một mảnh đám mây màu đen hiện ra, phía trên đám mây đứng gần trăm tên nửa người nửa thú, chính là đám người thiết phú. Có thể tránh thoát độc thần tiến này của ta, ngược lại là có mấy phần bổn sự. Thiết phú nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói ra, trong lúc nói chuyện, y đưa tay vẫy, mũi tên dài màu xanh lá kia liền đổi hướng bay vụt về, nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành một tiểu tiễn màu xanh lá chui vào trong tay áo y, không thấy bóng dáng. Hàn lập cùng thạch xuyên không nhìn đám người trước mắt, sắc mặt khẽ biến đổi thoáng một chút. Không biết chư vị là dưới chướng vị đại vương nào, hai người chúng ta ngộ nhập thập hoạn Sơn Mạch, đang định ly khai, cũng không có định ý với thập hoạn đại vương, chúng ta nguyện ý dâng ra 20 vạn ma nguyên thạch, kính xin chư vị dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hai người chúng ta. Thạch Xuyên không tiến lên một bước, chắp tay nói. Dưới tay vị đại vương nào cũng không biết, còn dám tiến nhập thập hoạn sơn mạch, thật là đáng chết. Kiệt kiệt, chẳng lẽ người này đang đùa giỡn với chúng ta? Chỉ hai mươi vạn ma nguyên thạch, lại muốn đuổi chúng ta đi. Phi, lưu lại đầu lâu các ngươi, chúng ta có thể rủ lòng từ bi, tha cho thân thể các ngươi đi tiếp. Ha ha, phía trên mây đen, đám thuộc hạ thiết phố cười quái gì kiệt kiệt, có ít người càng nháy mắt ra hiệu, làm ra một ít biểu lộ quái dị. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không thấy vậy, sắc mặt đều trầm xuống. Thiết Vũ nhấc tay lên, đám thuộc hạ lập tức im lặng, sau đó gã lạnh giọng nói ra. Các ngươi là gì tộc nhân đến từ bên ngoài ngọn núi phía trước? Đúng vậy, không biết các hạ là. Tâm niệm Thạch Xuyên không khẽ động, vẫn chấn định hỏi. Bất luận gì tộc nhân nào bên ngoài đều đáng chết, hai người các ngươi cũng vậy. Giết bọn chúng đi, thi thể không nên đánh quá nát, lưu lại đầu lâu. Trong mắt thiết vũ đột nhiên hiện lên vẻ oán hận khắc cốt, đồng thời thanh âm băng lãnh nói ra vâng đám thuộc hạ phía sau y nhao nhao nhe răng cười cùng lên tiếng đáp ứng lập tức ùn ùn kéo ra phần đông các loại binh khí đồng loạt tế ra hóa thành các màu hào quang hùng hổ đánh tới hai người hàn lập đám thủ hạ này đều là bản thể hung thú thực lực đều không kém tu vi kim tiên có chừng mười mấy người ba người cầm đầu một đại hán độc giác tóc bạc mắt xanh biếc một lão giả tóc đỏ thân hình cao gầy làn da thô giáp như vỏ cây khô héo còn có một thiếu phụ tóc vàng sau lưng mọc lên hai cánh, ba người đều đạt đến cảnh giới thái ất, bất quá chỉ là thái ất sơ kỳ. Cỗ thế lực này, đối phó Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không, một tên nhân tộc vừa mới tiến giai thái ất cùng một tên ma tộc kim tiên đỉnh phong, tất nhiên là thừa sức đè bẹp. Hai tay đại hán độc giác bấm niệm pháp quyết, trên người toát ra bích quang kinh người, lập tức hóa thành một quang đoàn xanh biếc chói mắt, sau đó quang đoàn màu xanh lá lập tức rời khỏi thân thể bắn ra, biến thành một đám mây màu xanh lá. Sau đó đại hán bấm niệm pháp quyết điểm một cái, một đạo lục quang rời tay bắn ra, chui vào trong đám mây màu xanh lá kia. Phốc suy một tiếng, đám mây màu xanh lá như dầu hỏa đốt lên, lập tức hóa thành một đoàn hỏa vân xanh biếc, tản mát ra chấn động pháp tắc mãnh liệt, chụp xuống hai người Hàn Lập. Trong miệng lão già tóc đỏ nói lẩm bẩm, trên người đại phóng hồng mang, sau đó đỉnh đầu lão chấn động, ba khối hư ảnh đầu hổ dữ tợn to cỡ căn phòng lóe lên hiển hiện ra, rồi nhoáng một cái hóa thành ba đạo huyết ảnh mơ hồ biến mất không thấy gì nữa hư không phía trước hai người hàn lập chấn động cùng một chỗ, ba khối hư ảnh đầu hổ vô cùng to lớn lóe lên hiện ra, sau đó miệng lớn dính máu há ra, hung hăng cắn xuống hai người. Ba cái đầu hổ còn chưa rơi xuống, một cỗ khí thức pháp tắc làm cho người sởn hết cả gai ốc đã chuyển đến trước, làm cho lòng người cảm thấy run lên, tự dưng phát ra vài phần sợ hãi. Hai cánh sau lưng thiếu phụ tóc vàng mở ra mãnh liệt, vô số kim quang trói mắt từ phía trên dâng lên, cực kỳ chói mắt, giống như một vòng mặt trời màu vàng nở rộ ra theo hai cánh vỗ mãnh liệt một cái, lập tức thanh âm đại tác, vô số đạo kim quang từ hai cánh điên cuồng phun ra, giống như mưa chụp xuống hai người hàn lập. Mỗi một đạo kim quang thình lình đều là một cây lông vũ màu vàng, tản mát ra pháp tác chi lực cực kỳ ác liệt. Ba gã tu sĩ thái ất cảnh liên thủ, khí thế lập tức vượt qua công kích của những hung thú còn lại, ma khí trong phạm vi trăm dặm lập tức kích động kịch liệt, hư không cũng phát ra thanh âm run rẩy ông ông, tựa hồ không chịu nổi chấn động của cỗ lực lượng khổng lồ này. Thạch Xuyên không đối mặt thế công hùng hổ đó, biến sắc, trên người chấp động hào quang tím đen, đang tính ra tay. Giao cho ta, thân hình hàn lập nhoáng một cái, ngăn trước người Thạch Xuyên không, sau đó mười ngón liên tục bắn ra. Siêu siêu tiếng rít gào, 18 đạo thanh quang trong tay áo hắn bắn ra liên tiếp, quay tròn động lại biến thành 18 thanh phi kiếm màu xanh, chính là thanh trúc phong vân kiếm. Hàn lập tiến dài thái ất cảnh, tiên linh lực trong cơ thể tăng lên nhiều, thình lình có thể khu động số lượng thanh trúc phong vân kiếm tăng lên đến 18 thanh. chương 779, kiếm giết quần hung, sắc mặt hàn lập nghiêm túc, hai tay nhanh chóng bấm niệm kiếm quyết, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm phân thành hai, 6 thanh bay múa quanh người, 12 thanh còn lại thì bắn ra. 12 thanh phi kiếm chấp động kiếm quang, rung động xùy xùy. Lập tức từng đạo kiếm ảnh màu xanh lăng không hiển hiện ra, rậm rạp chẳng chịt chừng hơn 1.000 đạo, lập tức tạo thành một mảnh kiếm hải cuồn cuộn minh mông rộng chừng vài mẫu, nghênh đón công kích của đám người. Kiếm trận, đuôi lông mày thiết vũ nhảy lên, ba người đại hán độc giác cười lạnh, uy lực kiếm trận này thoạt nhìn không nhỏ, bất quá cũng không ẩn chứa bao nhiêu pháp tắc chi lực, căn bản không đủ gây nguy hiểm. Ba người đồng thời phát lực, hỏa vân xanh biếc, đầu hổ huyết sắc cùng kim vũ đầy trời lần nữa sáng ngời, phảng phất như ba cự quyền hung hăng oanh kích lên kiếm trận màu xanh. Những công kích của kim tiên, chân tiên kia cũng nối tiếp nhau đánh lên kiếm hải màu xanh. Tiếng nổ mạnh liên tục ầm ầm, kiếm trận màu xanh run rẩy kịch liệt, gần nửa kiếm khí màu xanh vỡ vụt, toàn bộ kiếm trận liền muốn tan vỡ ra. Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hai tay bỗng nhiên biến đổi kiếm quyết. Những kiếm khí màu xanh kia đột nhiên biến đổi, hóa thành từng đạo kiếm khí màu vàng càng thêm thô to, trên mỗi một đạo kiếm khí đều hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng, tán loạn xì xì, tản mát ra chấn động lôi điện pháp tắc cường đại. Toàn bộ kiếm hải lập tức khôi phục lại, Chỗ sâu trong kiếm hải màu vàng lóe lên hiện ra một đồ án hình rồng kỳ dị, tựa hồ là một loại trận đồ nào đó. Chấn động kiếm khí vô cùng ác liệt từ trong kiếm hải màu vàng bộc phát ra, lập tức lấp đầy hư không phụ cận, so với kiếm hải màu xanh vừa rồi thì cường đại gấp mấy lần. Kiếm hải màu vàng ông ông nhoáng một cái, vô số đạo kiếm khí màu vàng vô cùng ác liệt đan xen thiết cắt, công kích của ba người đại hán độc giác phảng phất như ba khối cự thạch rơi vào biển rộng bao la, lập tức bị cắn nuốt hết. Trong kiếm trận kia có từng đạo hồ quang điện màu vàng còn có lôi điện pháp tác tựa hồ là khắc tinh của ma khí, công kích của ba người vừa đụng một cái lập tức vỡ vụn biến mất. Những công kích của đám kim tiên, chân tiên kia đụng phải kiếm hải màu vàng, cũng lập tức bị cắn nuốt, không có chút hiệu quả nào. Kiếm trận màu vàng tiếp tục lao về phía trước vùn vụt rồi chụp xuống. Trên mặt đám người đại hán độc giác lộ ra vẻ sợ hãi khó tin, thân hình muốn lui nhưng đã không kịp nữa rồi. Kiếm hải màu vàng rơi xuống ầm ầm, thoáng một phát bao bọc lại toàn bộ đám người đại hán độc giác vào trong liên tiếp biến hóa xảy ra quá nhanh đợi thiết phú kịp phản ứng đám người đại hán độc giác đã bị kiếm trận màu vàng bao lại dừng tay thiết phú gầm lên một tiếng thân hình từ trên mây đen bắn ra những thủ hạ kia đều là lực lượng chủ chốt của kim tê lĩnh nếu bị tiêu diệt ở đây coi như gã cầm đầu hai người hàn lập về cũng không thể nào báo cáo với vương thượng kia thân hình gã bay ra đồng thời tay phải hất lên đỉnh đầu chấp động lục quang tinh cung to lớn màu xanh lá hiện ra phía trên cung lắp chín độc thần tiễn màu xanh lá sau đó đột nhiên bắn ra. Chín đạo quang tiến màu xanh lá như lưu tinh hiển hiện ra, bắn về phía kiếm hải màu vàng, những nơi đi qua hư không bị kéo lê thành chín đạo hắc ngân thật dài. Tốc độ chín trường tiến cực nhanh, điện quang thạch hỏa cũng không đủ để hình dung, chấp động một cái đã đến bên cạnh kiếm hải màu vàng, muốn xuyên thủng vào. Bất quá vào thời khắc này, hư không phía trước hiện lên kim ảnh, sáu thanh phi kiếm màu vàng hiển hiện ra, tách ra kiếm quang màu vàng chói mắt vô cùng, hơn nữa nhanh chóng giao thoa cùng một chỗ, Kiếm quang màu vàng lóe lên, một đóa kiếm liên to lớn lăng không hiển hiện ra, ngăn trước chín quang tiến lưu tinh kia. ầm ầm một tiếng nổ mạnh kinh thiên, hư không phụ cận hiện ra từng vết nứt không gian. Kiếm liên màu vàng trực tiếp bạo liệt ra, sáu thanh phi kiếm bị đánh bay tứ tán. Bất quá chín quang tiến lưu tinh cũng bị ngăn cản lại, một lần nữa biến thành chín trường tiến màu xanh lá. Mà giờ khắc này hư không trước người thiết phố chợt rung động biên cuồng vô số phù văn màu bạc như âm phù từ đó bắn ra, từ bốn phương tám hướng bắn về phía thân thể của gã. Thiết phố cảm thấy hư không chung quanh tựa hồ bị một bàn tay vô hình tác động, từ bốn phương tám hướng đẻ ép tới, khiến thân thể gã bay nhào tới liền dừng lại. Phía trước cách đó không xa, thân ảnh thạch xuyên không đứng ở hư không, mặt cười lạnh nhìn qua, trong ngực ôm một cây tỳ bà màu bạc. Thiết phố thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo. Giờ khắc này, trong kiếm hải màu vàng có từng đạo kiếm khí ác liệt nở rộ ra, chảm lên những người bên trong. Sắc mặt đại hán độc giác kịch biến, vung tay lên, hai đại phiên màu xanh bắn ra, phía trên mặt phiên cũng lượn lờ ngọn lửa màu xanh, tán phát ra từng trận chấn động pháp tác hỏa diễm âm hàn cường đại. Hai tay gã bấm niệm pháp quyết, hai đại phiên màu xanh thoáng phần phật một cái, hóa thành một tầng hỏa diễm màu xanh thật dày, bảo vệ toàn thân. Lão già tóc đỏ há miệng phun một cái, phun ra một tòa bảo tháp màu huyết hồng huyết hồng bảo tháp chuyển động quay tròn, từng đạo tia sáng đỏ như máu từ phía trên rủ xuống, bao thân thể lão lại. Thiếu phụ tóc vàng khẽ quát một tiếng, dưới chân ngừng lại mãnh liệt, trên thân đột nhiên tách ra kim quang trùng thiên, trên người nhiều ra một tấm áo giáp nặng nề dữ tợn. Vô số phù văn màu vàng nhảy lên trên khải giáp, tán phát ra từng trận chấn động pháp tắc, thoạt nhìn kiên cố không thể phá vỡ. Ba người phản ứng nhanh chóng, lập tức tế ra ma bảo, nhưng những tu sĩ khác phản ứng lại không nhanh như vậy kiếm khí màu vàng chụp xuống xoắn một cái, trong kiếm trận lập tức vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, hơn phân nửa người trong đó chưa kịp triển khai thần thông hộ thể đã bị vô số kiếm khí phân thây. Còn có một ít người tuy rằng thi triển thủ đoạn hộ thể, nhưng vẫn bị kiếm khí xé nát. Trong nháy mắt, bên trong kiếm trận chỉ còn lại ba người đại hán độc giác, còn có bốn năm tên kim tiên miễn cưỡng còn sống sót. Mấy người tựa lưng đứng chung một chỗ, từng kiện ma bảo tiên khí bay múa chung quanh, hình thành một vòng bảo vệ đủ mọi màu sắc, ngăn kiếm khí ác liệt chung quanh lại. Hàn lập hư lạnh một tiếng, hai tay lại biến đổi kiếm quyết, kiếm hải màu vàng chuyển động ông ông, trận đồ hình rồng trong kiếm trận tăng vọt hào quang. Một tiếng long ngâm vang lên kinh thiên, sau đó 12 cự long màu vàng từ đó xông ra. Mỗi một cự long màu vàng đều dài chừng 10 trượt, toàn thân rõ ràng là từ lôi điện màu vàng cùng kiếm khí ác liệt ngưng tụ thành, tản mát ra chấn động kiếm khí cùng lôi điện pháp tắc to lớn. Thân hình 12 cự long màu vàng mơ hồ một cái, sau một khắc toàn bộ liền xuất hiện bên cạnh vòng bảo hộ đủ mọi màu sắc kia, thân hình khổng lồ quấn quanh vòng bảo hộ, hung hăng đè ép xuống. Đám người Đại Hán độc giác dốc sức liều mạng duy trì vòng bảo hộ, nhưng phanh một tiếng trực tiếp bạo liệt ra. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí từ trên thân 12 cự long màu vàng nổ bắn ra, che khuất đám người Đại Hán độc giác vào. Mấy người chưa kịp kêu kêu thảm một tiếng nào thì thân thể đã bị cắt nát, liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện. Thiết phú ở phủ cận bị thạch xuyên không ngăn lại đang muốn ra tay lần nữa thì toàn bộ đám người đại hán độc giác đã vẫn lạc, trên mặt gã hiện lên vẻ giận dữ. Đám người ở trên mây đen ở phía xa chứng kiến cảnh này, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Thạch xuyên không thấy cảnh này, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh hãi. Hàn lập thở nhẹ một hơi, bấm niệm pháp quyết phung lên. Kiếm trận màu vàng nhanh chóng thu nhỏ lại, 12 cự long màu vàng cũng bay trở về bên trong kiếm trận, trong nháy mắt kiếm trận to lớn biến mất vô tung, một lần nữa biến thành 12 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Bất quá, phù văn lôi điện màu vàng trên 12 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đã ảm đạm, lôi điện pháp tắc tản mát ra cũng rất là yếu ớt, tựa hồ lôi điện pháp tắc ẩn chứa trong đó thoáng cái đã bị dùng hết. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết phung lên, thu 12 thanh phi kiếm vào trong đan điền. Lôi điện pháp tắc trong những phi kiếm này vừa mới bị hắn một hơi phóng ra toàn bộ, phải cần một khoảng thời gian ôn dưỡng mới có thể khôi phục lại. Hắn vừa mới thi triển chính là cầu long kiếm trận học được từ Kim Hải, có chút tương tự với thanh bàn kiếm trận của hắn, chính là một bộ kiếm trận bí truyền của vô sinh kiếm tông. Thanh bàn kiếm trận cần 72 thanh phi kiếm mới có thể thi triển, nhưng cầu long kiếm trận chỉ cần 12 thanh phi kiếm đã có thể bố trí ra, bất quá thi triển bộ kiếm trận này lại gánh vác quá lớn, cần phi kiếm phẩm chất thật tốt mới có thể thi triển được, nếu không phải thanh trúc phong vân kiếm trải qua kim sắc lôi trị ở cửu U vực Tẩy Dừa, sợ là căn bản không thể nào thừa nhận được hôm nay thử nghiệm qua quả nhiên uy lực kinh người thiết phú nhìn tàn thể đám người đại hán độc giác sắc mặt âm hàn như băng trong mắt cuồn cuộn lửa giận bất quá sau một khắc gã hít sâu một hơi thần sắc giận dữ như thủy triều rút đi những thủ hạ kia chết thì cũng chết rồi cũng không thể tránh được không có những người kia vướng chân vướng tay gã vừa vặn có thể buông tay buông chân đánh một trận hư không nghĩ tới một gã tu sĩ nhân tộc như ngươi lại có thủ đoạn như thế xem ra lúc trước ta xem nhẹ ngươi rồi vậy thì bây giờ tự tay ta thu cái mạng nhỏ của ngươi thiết phú nhìn hàn lập con mắt nổi lên hào quang sáng ngời toàn thân bốc lên chiến ý ầm ầm một cô uy áp mênh mông cuồng bạo từ trên người gã bộc phát ra thoáng một phát tràn ngập cả bầu trời áp bách về phía chung quanh ù ù đám người trên mây đen bị cô uy áp này xông tới như là bị cuồng phong quét qua đều bị trấn bay ra ngoài thân hình thạch xuyên không cũng run lên đạp 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 lùi lại hơn trăm trượng mới khó khăn lắm đứng vững thần sắc cũng hiện lên vẻ hoảng sợ hắn quay đầu nhìn về hướng Hàn Lập một cái, ánh mắt lóe lên, sau đó thân hình bắn ngược lui sau, cách xa chiến trường. Trong đám người tại đây, chỉ có Hàn Lập đứng vững vàng, bất quá lông mày hắn cũng nhíu lại một cái, đồng thời đưa tay khẽ vẫy. Kim quang bên cạnh hắn chấp động, sáu chuôi thanh trúc phong vân kiếm lúc trước bị đánh bay lóe lên bay vụt về. Chẳng qua trên sáu thanh phi kiếm giờ phút này quấn quanh không ít lục quang giống như sương mù, ngọ nguậy thẩm thấu vào trong phi kiếm giống như vật còn sống, đồng thời tản mát ra nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực hung ác quỷ dị. Sáu thanh phi kiếm tản mát ra kim quang vậy mà nhanh chóng phai nhạt xuống, tựa hồ bị ăn mòn, thân kiếm hiện ra từng điểm lục ban, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra. Hàn lập thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến, âm thầm bấm niệm pháp quyết. Phù văn lôi điện trên sáu thanh phi kiếm sáng ngời, từng đạo hồ quang điện màu vàng ẩn chứa lôi điện pháp tắc chi lực bỗng nhiên hiển hiện ra, tán loạn xùy xùy, muốn xua tán những lục quang kia. Nhưng mặc cho hồ quang điện màu vàng chấp động như thế nào, những lục quang kia đều gắt gao bám trên phi kiếm, giống như giỏi trong xương, không cách nào khô trừ mảy may. Tiên khí bị thúy vân trướng của ta lây nhiễm, còn muốn ngăn chặn, quả thực buồn cười. Ăn tiếp chín mũi tên của ta đi, thiết phố cười ha ha, một tay khẽ trống, đỉnh đầu gã lóe lên lục quang, chín trường tiến lóe lên hiển hiện ra, lại lần nữa đặt lên trên trường cung màu xanh lá kia, cây cung căng như trăng tròn. Vèo một tiếng rít gào, Chín trường tiến lần nữa hóa thành chín đạo tiến quang lưu tinh, chấp động một cái liền đến trước người Hàn Lập, so với vừa rồi càng nhanh hơn há chỉ gấp đôi. chương 780, chảm thảo trừ căn, Hàn Lập nhướng mày, trên người đột nhiên hiện ra từng đạo lôi quang màu vàng, thân hình nhoáng một cái hóa thành một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to tránh sang bên cạnh. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, thu sáu thanh phi kiếm vào trong huyền thiên hồ lô. Trong huyền thiên hồ lô, hào quang xanh biếc khẽ hấp cuốn lấy sáu thanh phi kiếm này, độc quang màu xanh lá phía trên lập tức bị quét sạch, thu vào chỗ sâu trong hồ lô, lục ban phía trên sáu chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng theo đó biến mất, khôi phục bộ dạng lúc trước. Hàn lập cảm ứng được tình huống này, trong nội tâm có chút buông lòng. Mơ tưởng bỏ trốn, lúc này thiết phú cười lạnh một tiếng, tay biến đổi pháp quyết. Chín đạo tiến quang như có linh tính, lập tức cũng thay đổi phương hướng đuổi theo hàn lập. Chín đạo trường tiến tản mát ra lục quang bỗng nhiên tương liên cùng một chỗ, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần, Khoảng cách cả hai nhanh chóng rút ngắn, mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Hàn Lập nhìn phía sau một cái, hất tay lên, tiếng rít vang lên, một mảnh hào quang xanh biếc từ trong tay áo hắn bắn ra, quấn lấy chín đạo trường tiễn. Chín đạo trường tiễn tản mát ra lục quang kịch độc lập tức nhanh chóng ảm đạc, trong nháy mắt chỉ còn lại một tầng nhẹ nhàng. Thiết Phố cảm thấy liên hệ giữa chín đạo trường tiễn cùng tâm thần nhanh chóng suy yếu, sắc mặt trầm xuống, lập tức há miệng phun ra một đoàn lục quang, một tay chảo về hướng đó. Hào quang thu vào trong tay gã liền nhiều ra một cây trường tiên màu u lục hình rắn, bên ngoài mọc đầy móc câu xanh mơn mởn, nhìn sắc nhọn vô cùng. Cổ tay thiết vũ run lên, trường tiên màu xanh lá đón gió dài ra, lập tức vượt qua mấy trăm trượng, phảng phất như độc xà thổ tín. Đầu roi như thiểm điện vòng một cái, cuốn lấy chín đạo trường tiến, sau đó kéo mãnh liệt một cái. Phanh một tiếng trầm đục, trường tiên cuộn lấy chín đạo trường tiến, vậy mà thoáng một phát xé đứt trói buộc của hào quang xanh biếc chung quanh, bắn ngược trở về đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, bấm niệm pháp quyết thu hồi hào quang xanh biếc, biến thành lôi điện màu vàng mãnh liệt vòng một cái vào tới hướng thiết phú. Trong miệng hắn nhanh chóng tụng đọc chú ngữ, lôi điện màu vàng đột nhiên sáng ngời, sau một khắc thình lình hóa thành mười mấy đạo lôi điện màu vàng giống nhau như đúc. Mười mấy đạo lôi điện màu vàng đột nhiên phân tán ra, vào tới thiết phú với nhiều hướng khác nhau. Mỗi một đạo lôi điện màu vàng tản mát ra khí tức giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được đạo nào là do Hàn Lập biến thành. Sắc mặt Thiết Phú khẽ biến, phất tay nắm đỉnh đại cung, ngón tay đưa lên. Chín đạo trường tiến kia lóe lên lại xuất hiện trên trường cung, sau đó như lưu tinh nổ bắn ra. Chín đạo tiến hành rời dây cung lóe lên hào quang, thình lình tách ra hóa thành vô số rậm rạp chẳng chịt tiến hành màu xanh lá, phô thiên cái địa chụp xuống. Mỗi một đạo tiến hành đều tản mát ra chấn động độc chi pháp tắc hung lệ, làm ma khí trong hư không phụ cận cuồn cuộn, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Mười mấy đạo lôi điện màu ảnh lập tức bị mưa tên đầy trời xuyên thủng bạo liệt ra một chỗ bên cạnh một đạo lôi điện màu vàng bạo liệt ra thân ảnh hàn lập lóe lên hiển hiện ra giờ phút này toàn thân hắn bị từng đạo hồ quang điện màu vàng bao lại ngưng tụ thành một bộ áo giáp lôi điện nhưng cũng không có bị thương thiết phố thấy vậy trong mắt lóe lên hung quang hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết điểm một cái tiến ảnh đầy trời lập tức nghiêng qua từ bốn phương tám hướng vào tới hàn lập phát ra tiếng giết chói tai dày đặc đuôi lông mày hàn lập nhảy lên hai tay xòe ra, từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to bật lên lập lòe, tán phát ra từng trận lôi điện pháp tắc chi lực, tiếng sấm đại tác. Cánh tay hắn vung lên, từng đạo hồ quang điện màu vàng liên tục bắn ra không ngừng, quanh người hình thành một tầng lôi võng màu vàng dày đặc. Mưa tên gào thét tới, đánh lên lôi võng màu vàng, lập tức tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Lôi võng màu vàng rung động lắc lư kịch liệt, nhưng không có dấu hiệu vỡ vụn, ngăn tất cả tiến hành lại. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, một tay bỗng nhiên chảo vào hư không. Kim quang lóe lên, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức thoáng cái hiện ra, trong miệng hắn nhanh chóng lẩm bẩm, sau đó cổ tay run lên. 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đại phóng kiếm quang, bộc phát ra vô số kiếm khí màu vàng, cuồn cuộn động lại hóa thành một tòa kiếm sơn màu vàng, bổ vào trong tiến ảnh đầy trời. Xoẹt xoẹt một tiếng, tiến ảnh đầy trời lập tức bị chém thành hai khúc, kiếm sơn màu vàng cũng không ngừng lại chút nào, chấp động một cái liền xuất hiện trước người Thiết Phú, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thiết vũ biến sắc, há miệng phun ra một tấm thuẫn ngầm đen, lóe lên hóa thành một màn sáng đen kịt ngăn trước người, đồng thời toàn thân đại phóng lục quang, kiệt lực tránh sang bên cạnh. Xuy suy thanh âm kiếm rít nổi lên, kiếm sơn màu vàng cuồn cuộn chém nghiêng xuống. Màn sáng đen kịt thoạt nhìn không có vẻ gì thần kỳ, nhưng lại dị thường cứng cỏi, vậy mà ngăn lại hơn phân nửa kiếm khí màu vàng. Bất quá vẫn còn non nửa kiếm khí xuyên thủng màn sáng đen kịt, đuổi theo thiết phủ tuy thiết vô kiệt lực trốn tránh nhưng thân thể vẫn bị vài đạo kiếm khí chém chúng huyết quang hiện ra trên người gã bị chém ra mấy vết kiếm thật sâu máu tươi điên cuồng phun ra nhưng tiếp theo trong miệng gã điên cuồng hét lên một tiếng hai mắt thoáng một phát trở nên huyết hồng hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt toàn thân gã lóe lên lục quang cuồn cuộn giống như sương mù từ trong cơ thể gã tuôn ra mãnh liệt khuếch tán ra chung quanh hình thành một lĩnh vực màu xanh lá to chừng trăm dặm bên trong lĩnh vực màu xanh lá cuồn cuộn khói độc nồng đậm ngưng tụ thành thực chất. Phía dưới sơn mạch, cây cối, núi đá bị cỗ khói độc màu xanh lá này chạm vào, toàn bộ nhanh chóng hòa tan, biến thành nước ngủ màu xanh lá. Lúc này tất cả thủ hạ của thiết vũ đã chạy trốn ra xa, cũng không bị linh vực này bao lại. Thạch xuyên không đứng không xa, bị linh vực màu xanh lá bao lại, độc khí tràn ngập chung quanh, linh quang hộ thể của gã nhanh chóng tan giã. Gã vội vàng tế ra vài kiện tiên khí hộ thể, hóa thành mấy tầng màn sáng ngăn quanh người, nhưng mà dưới độc khí này ăn mòn, những tiên khí này cũng đồng dạng nhanh chóng hòa tan ra. Bất quá những tiên khí này lại giúp gã tranh thủ một chút thời gian, la trá tỷ bà trong lòng ngực gã đại phóng ngân quang, Mười ngón tay nhanh chóng gãy, từng đạo phù văn màu bạc bắn ra, bao trùm thân thể của gã, hóa thành một pháp trận màu bạc. Ngân quang lóe lên, thân ảnh thạch xuyên không từ trong linh vực màu xanh lá biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện cách đó hơn trăm dặm. Thiết phố cũng không để ý tới thạch xuyên không, hai mắt huyết hồng chỉ nhìn về phía hàn lập, một trường đánh xuống. Bên trong linh vực màu xanh lá cuồn cuộn khói độc từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới Hàn Lập. Đồng thời những xương mù độc chất này nhanh chóng ngưng tụ, Thình Lình hóa thành một độc long to lớn dài hẹp, Dương nhanh múa vuốt đánh xuống Hàn Lập. Trên độc long tản mát ra pháp tắc kịch độc vô cùng mãnh liệt, những nơi đi qua hư không rung động kịch liệt, tựa hồ cũng bị ăn mòn hòa tan theo. Hàn Lập thấy cảnh này trên mặt vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh như cũ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kim quang trói mắt từ trên người hắn nở rộ ra hình thành một mảnh quang sóng màu vàng, khuếch tán ra chung quanh mãnh liệt, lập tức hắn cũng mở ra linh vực, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm chung quanh. Giờ phút này Hàn Lập đã tiến dài thái ất cảnh, sóng ánh sáng màu vàng cuồn cuộn trong thời gian linh vực ngưng thực hơn rất nhiều so với trước, hầu như hóa thành thực chất. Một cỗ khí tức thời gian pháp tác vô cùng rồi rào nhộn nhạo trong linh vực màu vàng, tốc độ khói độc chung quanh, độc long đột nhiên đại giảm, chậm lại hầu như gấp 10 lần. Linh vực thời gian pháp tác, trong mắt thiết vũ lộ ra vẻ kinh hãi, hai tay nâng lên, tựa hồ muốn làm cái gì đó. Bất quá tốc độ của gã cũng bị trì hoãn gấp 10 lần, so với Hàn Lập xem ra chậm chạp dị thường. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, trên người đại phóng lôi quang màu vàng, từng đạo hồ quang điện màu vàng hiển hiện ra, hình thành quanh người một cái lôi điện pháp trận. Mặc dù dưới áp chế của linh vực kịch độc, chút ít hồ quang điện màu vàng này ảm đạm rất nhiều, nhưng trong chút ít lôi điện màu vàng này ẩn chứa pháp tắc chi lực, lôi điện pháp trận vẫn có thể vận chuyển. Vì vậy lôi quang lóe lên, thân ảnh hàn lập biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện ở sau lưng thiết phú, lập tức há miệng phun ra. Một đạo lôi quang màu vàng vô cùng chói mắt từ trong miệng hắn bắn ra, nhanh chóng vô cùng đánh vào đầu thiết phú. Sắc mặt thiết phú hoảng hốt, căn bản không kịp quay người, trên người cuồn cuộn lục quang, pháp tắc chi lực kịch độc trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tuôn ra mãnh liệt. Khói độc chung quanh cuồn cuộn kịch liệt, hội tụ lại sau lưng gã, lóe lên ngưng tụ ra một cự nhân màu xanh lá cao hơn 10 trượng, khuôn mặt tà ác, chính là vực linh toàn thân vực linh tản mát ra chấn động độc chi pháp tác vô cùng mãnh liệt, hành động linh hoạt, miệng lớn há ra, thình lình nuốt đạo lôi quang màu vàng kia xuống. Nhưng không đợi thiết phú buông lỏng một hơi, trước người hắn lóe lên kim ảnh, một thanh phi kiếm màu vàng từ phía trước khói độc bắn ra, chính là chuôi thanh trúc phong vân kiếm mà hàn lập tế ra lúc trước. Trên thân kiếm tuy vẫn còn nhiễm từng khối lục ban, nhưng vẫn nhanh chóng vô cùng, như thiểm điện vòng quanh đầu thiết phú một cái. Biểu lộ trên mặt thiết phú lập tức ngưng kết lại, sau một khắc đầu gã nghiêng qua, lăn xuống dưới. Hàn lập mặt không biểu tình cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí màu vàng điện xả ra, chui vào trong đầu lâu thiết phú. Phanh một tiếng, toàn bộ đầu lâu kia tựa như trái dưa hấu nổ tung ra, thần hồn bên trong triệt để biến mất. Một cỗ suối máu từ trên cổ gã phun ra điên cuồng, thi thể thiết phú không đầu ngửa lên trời ngã xuống, rơi xuống phía dưới, lại bị hàn lập phất tay phát ra một cỗ thanh quang giữ lại. Thiết phú vẫn lạc, linh vực màu xanh lá cũng vang lên một tiếng trầm đục, nhanh chóng phiêu tán ra. Trong miệng vực linh kia phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, thân thể cũng bạo liệt ầm ầm, hóa thành lục khí cuồn cuộn nhanh chóng phiêu tán. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết một cái, một đoàn kim quang bay vụt về, chính là 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, phía trên kim quang còn nâng một đại cung cùng 9 đạo trường tiễn màu xanh lá. Những phi kiếm này vừa rồi bị linh vực màu xanh lá bao lại, thân kiếm đều hiện ra từng điểm lục ban, bất quá không nghiêm trọng lắm. Hàn Lập phất tay thu những thanh phi kiếm, đại cung cùng những mũi tên vào trong huyền thiên hồ lô, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng thu hồi thời gian linh vực. Mấy hơi thở sau, tất cả kim quang độc khí biến mất, bầu trời lại khôi phục rõ ràng. Lệ đạo hiếu thần thông quảng đại, lực chảm cường địch, bội phục. Hư không lóe lên, thân ảnh thạch xuyên không xuất hiện bên cạnh hàn lập, vẻ mặt tươi cười nói. Xa xa những thuộc hạ thiết vũ nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra thần sắc không dám tin. Thái ất cảnh hậu kỳ thiết Phú cuối cùng bị một tu sĩ nhân tộc Thái Ất Sơ Kỳ không có danh tiếng gì giết chết. Sau một khắc, không biết ai lớn tiếng giống lên một tiếng, cả đám người hoảng sợ bỏ chạy về phía xa. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên lãnh mang. Giết đám người thiết phú, đã triệt để đắc tội một vị thập hoạn đại vương, những người này nhất định phải diệt trừ toàn bộ, chảm thảo trừ căn. Lệ đạo hiếu, người vừa mới kịch chiến một hồi, hay là nên nghỉ ngơi một chút, những người này giao cho ta a. À? Thạch Xuyên không cười nhạt một tiếng, thân hình nhoáng một cái hóa thành một đạo hào quang tím đen, đuổi theo những người kia. Hàn lập thấy vậy, thu hồi ánh mắt, phất tay phát ra một cỗ thanh quang lướt qua thi thể thiết vũ, cuốn ra một cái vòng tay chữ vật màu xanh lá, sau đó phất tay đánh ra mấy đoàn hỏa diễm màu đỏ, bao trùm thi thể thiết vũ thiêu đốt hừng hực. Trong nháy mắt, thi thể thiết vũ liền hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. chương 781, bao vây trận đánh. Hàn lập lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, đồng thời phát ra một luồng thần thức chui vào trong vòng tay chữ vật màu xanh lá. Nửa khắc đồng hồ sau, trên mặt hắn chợt vui vẻ, đưa tay chảo một cái. Trong tay hàn lập lóe lên hôi quang, nhiều ra một khối xương thú màu xám. Xương thú này là một loại đồ vật cùng loại với ngọc giản, bên trong khắc lên từng đạo đường vân cùng đồ án, chính là một bộ bản đồ thập hoạn sơn mạch. Vào thời khắc này, một đạo độn quang tím đen từ đằng xa bay vụt tới, lóe lên hóa thành thân ảnh thạch xuyên không. Đã giải quyết xong rồi, không còn lưu lại người nào, hơn nữa ta bắt được một tên siêu hồn thì biết, những người này đều là thủ hạ của Kim Tê Đại Vương, một trong thập hoạt. Gia hỏa mà lệ đạo hữu ngươi vừa mới chém giết tên là Thiết Phú, là một tâm phúc trọng yếu dưới trướng Kim Tê Đại Vương. Chỗ sâu trong đồng tử gã chấp lên quang mang kỳ lạ, nói ra nhàn nhạt. Ta ở đây cũng có chút thu hoạch, từ trong chữ vật pháp khí của Thiết Phú tìm được một phần địa đồ thập hoạn sơn mạch, ngươi xem một chút. Hàn lập ô một tiếng, cũng không để trong lòng, đưa xương thú màu xám tới. Thật tốt quá, cuối cùng cũng không còn mù đường sông loạn nữa rồi. Thạch Xuyên không nghe vậy vui vẻ, tiếp nhận xương thú, đang muốn dò xét đột nhiên dừng lại. Nghe nói tính tình kim tê đại vương bạo ngược, có thù tất báo, chúng ta giết người của hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ có truy binh chạy đến, hay là rời đi trước rồi hắn tính. Sắc mặt Thạch Xuyên không ngưng trọng nói ra, nói cũng đúng, Hàn Lập gật đầu nhẹ, thân ảnh hai người nhoáng một cái hóa thành hai đạo độn quang, Biện xả về phía xa, lóe lên biến mất ở cuối chân trời. Động phủ kim tê đại vương, bên trong một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, một nam tử to mập giống như viên thịt tung một cước đá văng thị nữ yêu mị đang quỳ gối bên người bóp chân cho gã, một bước đứng lên, cái bụng to lớn trồng chất thịt mỡ rung động, đại thủ vung lên mãnh liệt, trực tiếp đập chén rượu màu vàng trong tay văng ra ngoài. Chén rượu rơi xuống đất, lập tức nát bấy, nước rượu màu đỏ sậm bên trong cái chén chảy tung tóe ra ngoài mấy thị nữ chung quanh nhau nhau quỳ dạp xuống đất, toàn bộ thân thể đều dán trên mặt đất, toàn thân lạnh run, đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ vị đại vương này dưới sự giận giữ lại tung cho mình một cước. Tên thiết phú phế vật này, ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng làm không xong. Người đâu, mau đi tìm xem đầu hắn đã bị dã thú ăn chưa, nếu chưa thì mang về đây cho ta, dùng sơn vàng quét lên đặt ở dưới bậc cầu thang hành lang đại điện, ngày ngày dẫm đạp lên hắn. Kim tê đại vương quát lớn một tiếng, Giọng nói lanh lảnh vang trong đại điện nghe có chút buồn cười, nhưng không một ai cả gan dám cười cả. Dưới đại điện lập tức có hơn 10 thuộc hạ tướng mạo dữ tợn hô to một tiếng lĩnh mệnh, rồi nhất tề lui ra ngoài. Mắng qua một hồi, Kim Tê Đại Vương coi như vẫn chưa hết giật, nhìn qua một vòng, lại nắm lên một bầu rượu lưu ly khảm nạm tơ vàng, trùng điệp đập vang ra ngoài. Đại Vương chớ giận, thuộc hạ nguyện vì lo lắng của đại vương, sẽ đi cắt đầu Thạch Xuyên không đem về. Bên hông đại điện một đại hán vạm vỡ mặc tử giáp kim ô tỏa bước dài ra một bước, không người cúi đầu, mở miệng nói ra. Người này đầu báo mắt to, cao lớn vạm vỡ, thân hình có vài phần tương tự kim tê, bất quá một thân cơ bắp nổi lên, thoạt nhìn 10 phần cường tráng, khuôn mặt tương tự chín phần với nhân loại, chỉ khác ở chỗ cái mũi như hòn than cùng răng lộ ra ngoài miệng. Mắt thấy mãnh tướng dưới trướng chủ động xin đi giết giặc, thần sắc kim tê đại vương hơi thu lại, mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt lại liếc về phía nam tử đeo kiếm thân thể thon dài mặc trường bào tuyết trắng bên kia. Thân hình người này không khác nhân tộc, chỉ là trên cả khối đầu không có xương mũi, chỉ có hai cái lỗ nhỏ, hầu như bảo chỉ một đầu rắn tuyết trắng, thân xác trong mắt băng lãnh, chỉ đứng ở nơi đó mà làm cho người ta có loại ảo giác như một tòa băng điêu. Nếu như thiết phú đã không thể đem đầu của hắn về, xem ra vị nhi tử nhỏ tuổi nhất của thánh chủ cũng không phải loại đèn đã cạn dầu. Mà thôi mà thôi, nếu như thạch trảm phong đã ưng thuận các loại chỗ tốt đồng vũ ngân vũ hai người các ngươi liền chạy đi một chuyến tận lực bắt sống tên kia mang về kim tê đại vương yên lặng tính toán một lát sau đó mở miệng nói ra đại vương không cần phiền toái như vậy một mình ta là đủ rồi đồng vũ với hình thể cường tráng liếc qua nam tử đầu rắn nói ra mệnh lệnh bổn vương khi nào cần ngươi khuyên nhủ kim tê đại vương hít mắt lại lạnh lùng nói ra không dám Toàn thân Đồng Vũ siết chặt, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, vội vàng nói: "Đại vương, vì sao phải bắt sống?" Mặt Ngân Vũ không thay đổi tiến lên trước, mở miệng hỏi. "Người còn sống là một lợi thế để đàm phán chuyện làm ăn với vị đại hoàng tử của thánh chủ kia, lần này Thiết Vũ đã chết, cũng không thể dùng giá trước kia được." Kim Tê Đại vương nắm lấy một nữ tử đuôi rắn kéo qua, vừa xoa vừa nói: "Đã minh bạch, thuộc hạ ra tay sẽ chú ý một chút." Ngân Vũ gật đầu nói: "Tốt rồi." các ngươi đi đi, Kim Tê Đại Vương mở miệng phân phó. Vâng, hai người kia lĩnh mệnh, sau đó quay người rời đi. Mấy ngày sau, chính giữa một mảnh rừng rậm được sương mù màu tím bao phủ trong thập hoạn sơn mạch, lóe lên một mảnh quang đoàn màu bạc không dễ làm người khác chú ý, phạm vi bất quá trăm trược, phía trên có từng trận chấn động không gian hơi yếu chuyển đến. Bên trong quang đoàn màu bạc, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đứng thẳng, giữa hai người nằm dài một thi thể cháy đen dài khoảng 10 trượng, tựa như là một đầu trương ngư, dưới thân sinh ra mấy trăm xúc tu như rễ cây, chẳng qua là nửa số trong đó đã bị chém đứt rồi. Chỉ là một con bách tu thú chân tiên cảnh lại khá khó chơi, để cho chúng ta hao tốn thời gian dài như vậy. Thạch Xuyên không dùng chân đá thi thể xúc tu cháy đen một cái, nói ra. Bản mệnh thần thông ra hỏa này quá đặc biệt, nhờ xúc tu mà bản thể có thể di chuyển bốn phía, nếu không phải người tinh thông không gian linh vực, chỉ sợ lúc này chúng ta còn bị nó quấn lấy tại đây. Hàn lập lắc đầu, nói ra, được rồi, nếu như yêu hạch đã lấy rồi, chúng ta cũng tiếp tục đi a, à, chúng ta giết một viên tướng đắc lực của hắn, chỉ sợ Kim Tê đại vương kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Xuyên không thở dài một hơi, nói ra, lần này hay là ngồi trên phi xa của ta, chúng ta bay cao hơn chút, miễn cho yêu thú phía dưới quấy nhiễu. Hàn Lập gật đầu nói, dứt lời, cổ tay hắn run lên, một chiếc bích ngọc phi xa hiển hiện ra. Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ, thu hồi linh vực của mình, nhảy lên phi xa. Cùng Hàn Lập hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, vội vã rời đi. Nhưng mà, Phi Sa chạy nhanh bất quá hơn trăm dặm, đột nhiên độn quang dừng lại. Trong hư không phía trước, đứng vững một hán tử kim giáp thân hình khôi ngô, cùng một gã nam tử mặt lạnh mặc áo bào trắng. Lai giả bất thiện, xem ra hai người này là đuổi theo chúng ta, lần này cũng không mang theo tạp binh. Thạch Xuyên không đưa mắt nhìn qua hai người phía trước, nhíu mày, mở miệng nói ra. Hàn Lập hơi đánh giá phát hiện trong hai người thì hán tử kim giáp chính giữa là một gã tu sĩ thái ất hậu kỳ, mà nam tử áo trắng kia là một tu sĩ thái ất đỉnh phong, xem qua khí thức thì mạnh hơn không ít so với thiết vũ lúc trước. Thiết vũ là người nào giết, tên kim giáp hán tử đồng vũ mở miệng ra trước, hỏi. Như thế nào, muốn báo thù cho hắn, khóe miệng hàn lập nhếch lên, hỏi, ta chẳng qua chỉ muốn biết, phế vật kia là chết trên tay người nào. Đồng vũ cười nhạo một tiếng, nói ra, muốn biết hắn chết trong tay ai, cái này còn không phải đơn giản sao một lát sau khi ngươi chết đuổi theo hắn đến u minh hỏi một chút chẳng phải rõ ràng thạch xuyên không cười hắc hắc nói tiểu tử này không thể giết chỉ có thể bắt sống ngân vũ ta ra tay khá nặng khống chế hỏa hầu không được tốt liền giao cho ngươi đi về phần tên kia chỉ việc giết không cần chôn cứ giao cho ta ánh mắt đồng vũ quét qua người thạch xuyên không cuối cùng rơi vào trên thân hàn lập cười nói ngân vũ một thân áo bào trắng từ phía sau lưng chậm rãi rút trường kiếm ra, không có gật đầu đáp ứng, cũng không lắc đầu cự tuyệt. Đồng vũ đối với chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen, đạp mạnh một cước trong hư không, không trung lập tức vang lên một tiếng nổ đùng, một hồi rung động vô hình nhộn nhạo ra, thân ảnh gã cũng đã biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh, trong nội tâm hàn lập thầm kêu một tiếng, lập tức thu hồi bích ngọc phi xa, thân hình nổ bắn ra. Ngoài 30, trường, một đạo thanh quang cùng một đạo ô quang đột nhiên chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ rung trời hàn lập cảm thấy một cỗ trọng áp giống như núi từ trước mặt va chạm đến va chạm tầng tầng dẫn tới chấn động chẳng những không nhột nhạo ra ngược lại nhất trọng tiếp theo lại đánh đến phía hắn ngay từ đầu hắn còn có thể dựa vào lực lượng bản thân chính diện chống đỡ nhưng mấy trọng tiếp theo lực lượng chồng lên nhau tiêu hao quá lớn hai tay hàn lập có chút khó chịu khó có thể duy trì được lâu tại trọng thứ bảy thì rốt cuộc hàn lập không chống đỡ nổi bị va chạm văng ngược ra ngoài thạch xuyên không đang muốn hành động liền nghe một tiếng thanh minh vang lên, một đạo kiếm quang tuyết trắng đột nhiên sáng ngời, chém xuống đỉnh đầu gã. Thân hình gã bắn qua một bên, liền muốn tránh ra, nhưng khi đạo kiếm quang kia rơi xuống, kiếm khí cuồn cuộn kịch liệt, giống như một dạng tuyết lở xé rách thiên địa nguyên khí xung quanh, càng lăn càng lớn, càng quấn càng nhiều, làm không gian chung quanh có chút biến hình theo. Thạch Xuyên không cảm thấy một cỗ lực hút vô cùng cường đại từ đó chuyển đến, hai tay vội vàng bấm pháp quyết, bên người ngưng ra một không gian bích trướng, ngăn cách bản thân cùng đạo lực lượng kia ra. Sau đó gã mới thả người nhảy lên, thoát thân ra. Không gian bích trướng kia bị kiếm khí cuốn vào, lập tức nứt vỡ thành vô số mảnh vỡ. Sau khi Thạch Xuyên không ổn định thân hình, lập tức cổ tay vận chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra một cây trường thương màu bạc, nhìn về phía Ngân Vũ. Đôi mắt nằm dọc của Ngân Vũ nhìn gã chầm chằm như nhìn một con mồi, không hề chớp mắt. Bên kia, trong hư không vang lên tiếng nổ đi đùng không ngừng, đồng vũ cùng hàn lập ở giữa không chung không ngừng xông tới lực đạo lần sau lại lớn hơn lần trước tình huống giống như đúc lần đầu hai người rằng co càng lâu thì lực đạo của đồng vũ chồng lên càng lớn tuy hàn lập cảm nhận được trên người y phóng xuất ra từng trận chấn động pháp tắc nhưng lại không rõ cuối cùng đó là pháp tắc gì bất quá hắn cũng tìm được phương pháp đối phó đó là không đối quyền với đồng vũ trong thời gian dài sau lần va chạm thứ nhất liền tách ra về sau lại tìm cơ hội công kích tiếp nhưng mà đồng vũ này nhìn như lỗ máng Kỳ thực lại cực thích chém giết cận thân, căn bản tìm không thấy sơ hở, thêm nữa tốc độ 10 phần cực nhanh, ngược lại làm cho Hàn Lập cảm giác theo không kịp. Chương 782, chiến song vũ, ngươi cho rằng không quần chiến cùng ta là được sao? Trong miệng đồng Vũ cười nhạo một tiếng, ô quang trên người đại tác, từng sợi hắc khí nhẹ nhẹ từ trong khe hở áo giáp trên người tràn ra ngoài, hóa thành một đoàn hắc vụ bao phủ toàn thân gã, trở nên một mảnh mơ hồ mà ma khí ẩn chứa trong thiên địa bốn phía cũng có từng sợi nhẹ nhẹ hội tụ tới, sáp nhập vào trong phiến hắc vụ kia. Chỉ một thoáng, phiến hắc vụ kia chớp lóe cuốn tới, lập tức bao phủ Hàn Lập vào trong. Lông mày Hàn Lập nhăn lại, còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đã có một nắm đấm cuốn theo phong lôi đánh tới. Hắn đưa ngang khuỷu tay lên đón đỡ, nhưng bên trái lại có một quyền đập tới. Không đợi hắn dùng tay kia ngăn lại, chỗ ngược lại chúng trọng kích, toàn thân kêu lên một tiếng buồn bực bay ngược ra ngoài thân hình hắn chưa kịp ổn định, phiến hắc phổ kia lại giống như giỏi trong xương theo tới, lại là mấy quyền đánh tới liên tiếp, phân biệt đánh vào các chỗ nguy hiểm, thái dương, ót, ngực cùng eo sườn. Mỗi một quyền có lực đạo rất lớn, đánh vào trên người hắn phát ra tiếng nổ đi đùng. Hàn lập cảm thấy tiên linh lực quanh thân vận chuyển không được linh hoạt, trong nội tâm kinh ngạc, vội vàng điều động chân linh huyết mạch, một kiện áo giáp huyền quy hiện ra trên người. Từng đạo nắm đấm lại như mưa rơi trên áo giáp, tuy Hàn Lập cảm giác đỡ hơn lúc trước, nhưng tạng phủ chấn động không thôi vẫn mười phần không dễ chịu hai mắt hắn ngưng lại trong mắt sáng lên quang mang màu tím nhìn về phía đoàn hắc vụ bao phủ bốn phía kia hắn kinh ngạc phát hiện trong đám hắc vụ kia vậy mà không nhìn thấy thân ảnh đồng vũ chỉ thấy một đám sương mù ngưng tụ thành nắm đấm màu đen dậm dạp chằng chịt chừng mấy nghìn cái từ bốn phương tám hướng không ngừng kéo tới cũng khó trách hắn không phòng ngự được lại có thể hóa hình ma vụ pháp tắc trong nội tâm hàn lập khẽ động vội đọc khẩu quyết chân ngôn hóa luân kinh kim quang sau lưng lập tức tăng vọt, một đạo kim luân quay tít một vòng, hiện ra sau lưng, phóng ra từng đạo kim quang. Bên trong ma vụ, từng nắm đấm không ngừng tập kích đến bị kim quang của chân ngôn bảo luân chiếu rọi, tốc độ lập tức trở nên chậm lại, hàn lập đưa mắt nhìn qua liền thấy rậm rạp chẳng chịt nắm đấm, thình lình có mấy vạn cái. Khóe miệng của hắn cong lên một vòng vui vẻ, cổ tay run lên, trong lòng bàn tay chấp động điện quang màu vàng, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm hiển hiện ra. Bàn tay hàn lập nắm chặt trường kiếm, thân hình nổ bắn ra, trong hư không chấp động liên tiếp, trường kiếm trong tay chấp động đường vân lôi điện không thôi, tịch tà thần lôi dung hợp hoán cốt kim lôi tạo ra lôi điện pháp tắc chi lực, uy lực càng lớn hơn lúc trước. Chỉ thấy trong hư không vang lên thanh âm sét đánh không ngừng, từng đạo điện quang màu vàng tráng kiện không ngừng hiển hiện ra, răng khắp nơi như xích sắt hoành giang, thiết cắt mảnh hắc vụ thành mảnh nhỏ. Những nắm đấm kia nhìn như thực thể, bị mũi kiếm cuốn theo lôi điện màu vàng quét chúng, vậy mà không bị thương tổn đứt gân đoạn cốt máu tươi chảy ra chút nào, lại trực tiếp tán loạn ra như xương khói, hóa thành xương mù màu đen. Khí tức trên người gã lại hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng, thần thức hàn lập vậy mà không cảm ứng được chút nào. Trong đôi mắt hắn sáng lên quang mang tím sập, nhìn khắp bốn phía, kết quả chỉ có thể nhìn thấy từng sợi ma khí nhẹ nhẹ giải rác bốn phía, không chỗ nào không có, tất cả đều bị kim quang trên chân ngôn bảo luân phóng xuất ra làm chậm chạp vô cùng. Hàn lập nhíu mày, trong lòng có chút phiền muộn, tuy hắn dùng chân ngôn bảo luân giam cầm rồi, nhưng công kích của kiếm khí cùng lôi điện rõ ràng không có hiệu quả, căn bản không gây tổn thương được gã. Tâm niệm hắn vừa động, trên đầu vai bỗng nhiên lóe lên ngân quang, nhảy ra một ngân diễm tiểu nhân. Nếu như chém không được, vậy thì đốt ngươi a." À. Khóe miệng Hàn Lập cong lên, cười nói. Hắn vừa ra lệnh một tiếng, lập tức hai tay ngân diễm tiểu nhân mở ra, trên người bốc lên hỏa diễm kịch liệt, hóa thành một ngân diễm hỏa điều to lớn. Thời điểm hỏa điều vừa mới lao ra, Hàn Lập liền thu hồi chân ngôn bảo luân lại. Ngân Diễm trên người hỏa điều lập tức đằng một phát lan tràn ra, trực tiếp xông vào chính giữa xương mù màu đen. Ngân Diễm bốc lên sóng lửa to lớn quét qua, hắc vụ đầy trời dưới hỏa diễm thiêu đốt nhanh chóng co rút lại. Chỉ nghe một tiếng gào thê thảm vang lên, một chỗ hắc vụ co rút lại lập tức ngưng ra một đạo nhân ảnh, chính là đồng vũ. Lúc này toàn thân gã đều là vết cháy đen, nhìn chật vật vô cùng. Đây là cái quỷ gì vậy? Trong lúc nói chuyện trong hư không bốn phía có từng sợi xương mù màu đen nhẹ nhẹ chậm rãi tràn vào trong người gã, chữa trị những vết thương trên người do tinh viêm hỏa điều đốt cháy. Hàn Lập đương nhiên sẽ không trả lời, thân hình xông lên trước, thanh trúc phong vân kiếm trong tay nổi lên một hồi rung động, điện quang màu vàng đại tác, cùng lúc đó tay kia của hắn vẫy vào hư không một cái, quanh thân lập tức vang lên tiếng xé gió. 17 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đồng thời nổ bắn ra, giữa không trung xẹt qua từng đạo kiếm ảnh màu xanh, lúc tới gần đồng vũ bỗng nhiên kiếm quang tăng vọt, từ đó tách ra mấy trăm đạo kiếm ảnh ngưng thực, vây gã vào chính giữa. Ngân Diễm Hỏa điều vỗ hai cánh lơ lửng sau lưng gã, trong đôi mắt nhảy lên hỏa diễm nhìn về phía gã. Hàn Lập từ phía trước đâm tới, kiếm ảnh bốn phía cũng lập tức co rút lại, đâm thẳng về phía Đồng Vũ. Trong mắt Đồng Vũ hiện lên vẻ giận dữ, trong miệng bỗng nhiên quát lớn một tiếng, lập tức trên người phóng ra một tầng ô quang, hóa thành một tầng ma khí linh vực, lập tức bao phủ Hàn Lập cùng đám phi kiếm vào trong đó. Tất cả phi kiếm cùng kiếm ảnh đâm vào trong linh vực, thân kiếm lập tức rung động mạnh không thôi, bên ngoài bị tầng tầng ma khí bám vào bao phủ, hầu như đồng thời mất đi khống chế. Những kiếm khí kia ngưng tụ thành kiếm ảnh bị hắc vụ quấn quanh, sau đó rất nhanh giống như hóa đá, biến thành màu xám trắng, tiếp theo linh lực hao hết biến thành bột mịn, tiêu tán ra. 17 bản thể chuôi thanh trúc phong vân kiếm đồng dạng cũng bị hắc vụ quấn quanh, bên trong có điện quang màu vàng nhảy lên không ngừng, tuy rằng linh khí tiêu hao to lớn, nhưng Thủy Trung đang dãy rụa kịch liệt, rung động giữa hư không không thôi. Cùng lúc đó, từng mảnh hắc phụ giống như hắc mãng yêu xà không ngừng vặn vẹo quấn quanh vọt lên, trực tiếp bao hàn lập vào trong rồi co rút lại. Hắc phụ nồng đậm giống như bùn đất đang khô cạn, dần dần chuyển thành màu xám trắng, phát họa ra hình dáng bên ngoài của hàn lập, thoạt nhìn giống như một cỗ điêu khắc sắp định hình. Tinh viêm hỏa điều thấy thế, quanh thân lập tức tuôn ra hỏa diễm, thân hình nổ bắn ra, xông tới hướng hàn lập bên này. Đồng vũ thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai tay trước người bấm niệm pháp quyết một hồi rồi khép lại mãnh liệt trong linh vực lập tức nổi lên hai mảnh cắt bụi màu đen, ngưng tụ thành hai bàn tay to lớn trái phải khép lại, liền ép tinh viêm hỏa điều vào chính giữa đồng vũ vung tay lên một đạo phù lục màu vàng bắn ra rơi vào trên bàn tay cắt đen chỉ thấy phù lục lé lên hào quang chui vào trong bàn tay trên bàn tay đồng thời hiện ra mấy đạo phù văn của quái thật dài tất cả đều giống như vật còn sống bỏ quanh một vòng trói hai bàn tay lại cùng một chỗ. Phù Văn khóa lại, lập tức ô quang tăng vọt, một cỗ cấm chế chi lực cường đại liền từ trong đó sinh ra. Mặc Kệ Tinh Viêm hỏa điều dẫy dụa thế nào, thủy chung không thể thoát thân được, ngược lại một thân hỏa lực nóng rực bị Phù Văn cổ quái phóng xuất ra chấn động, hỏa diễm trên người bị chế trụ vững vàng. Bên kia, Thạch Xuyên không bị ngân Vũ thả ra từng đạo kiếm khí cường đại đánh cho liên tiếp bại lui, đã kéo ra khoảng cách cực xa so với bên này. Khóe mắt gã liếc thoáng qua một màn bên này, tâm thần không khỏi có chút lo lắng không cần nhìn nhiều, tùy đồng bọn của ngươi tu luyện công pháp thời gian, nhưng quyết không phải là đối thủ của đồng vũ. Đại vương chúng ta đã từng phân phó, muốn bắt sống ngươi trở về, đại ca ngươi vẫn đang chờ ngươi đấy. Nếu như hiện tại ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, ngược lại có thể miễn chịu chút ít đau khổ ra thịt. Còn nếu tiếp tục chống lại, trước ta chặt đứt tứ chi của ngươi, để ngươi nếm thử nỗi khổ kiếm khí dốc tâm, sau đó lại dẫn ngươi về. Ngân vũ tạm ngừng xuất kiếm, thân sắc hờ hững nói. Thạch Trảm Phong, quả nhiên là hắn, nhưng không biết hắn ra giá mua một mạng ta bao nhiêu. Ta nguyện ra giá gấp ba giá tiền đó, đổi lại đám người buông tha một lần, như thế nào? Trên mặt Thạch Xuyên không cố nặn ra một nụ cười, nói ra. Cần sinh ý, có thể trở về từ từ nói chuyện với đại vương chúng ta, ta chỉ biết giết người. Ngân Vũ lạnh lùng nói ra, vậy có thể để cho đồng Vũ Đạo hữu dừng tay trước, ta với đồng bạn cùng phản hồi với ngươi. Ngoài miệng Thạch Xuyên không vẫn thương lượng, nhưng cổ tay trong tay áo vòng một cái thì bà màu bạc liền hiển hiện ra rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ánh mắt ngân vũ bỗng nhiên nhảy lên quát lớn một tiếng trường kiếm trong tay y đột nhiên vòng một cái kiếm quang tăng vào tầng tầng từ đó ngưng ra mấy trăm đạo kiếm quang tuyết trắng nhất trọng cao hơn nhất trọng nhất trọng mạnh hơn nhất trọng coi như ngưng ra một tòa kiếm sơn thật lớn phách chảm xuống đỉnh đầu thạch xuyên không trong nội tâm thạch xuyên không dùng mình thân hình chấp lên muốn chạy trốn ra xa Kết quả vừa mới chuyển động đã cảm thấy hai cái đầu gối đau nhức một hồi, hai đạo mũi nhọn kiếm khí không biết từ nơi nào lăng không sinh ra, bắn ra mang theo hai vết máu đỏ thấm, lập tức đâm xuyên qua hai đầu gối của gã. Chẳng qua là trong chớp nhoáng chỉ trệ này, muốn tránh né đã không thể nào. Thạch xuyên không đành phải ra quyết định nhanh, hai tay nâng la trá tỷ bà ngăn trước người, một tay kéo dây đàn. Phía trên tỷ bà rung động mạnh ngân quang, hư không phía trên lập tức vặn vẹo một hồi, không gian giống như bị dây đàn kéo uốn lượn xuống, áp xúc cùng một chỗ, ngăn lại đạo kiếm quang to lớn kia. Ầm ầm ầm, bên trong không trung nổ đùng không ngừng, La Trá tỷ bà dẫn dắt không gian chi lực đến, không ngừng va chạm với kiếm quang to lớn kia, không ngừng nứt vỡ ra, nhộn nhạo lên từng trận sóng khí cuồng bạo, không ngừng cuốn ra bốn phía. Mà đạo kiếm quang to lớn kia bất quá cũng chỉ phá vỡ được ba tầng phía ngoài mà thôi. Mắt thấy Thạch Xuyên không sẽ không duy trì được lâu, bỗng nhiên một tiếng nổ đùng to lớn từ đằng xa truyền tới. Ngân Vũ nhướng mày, nhìn qua bên kia, chỉ thấy Hàn Lập bị sương mù màu đen quấn thành pho tượng trắng, bỗng nhiên từ đó bùng nổ ra, một tay nhấc lấy một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, một tay cầm lấy một cái hổ lô xanh tươi, phóng thẳng đến hướng Đồng Vũ. Đồng Vũ vốn kinh ngạc một hồi, nhưng vẫn kịp phản ứng, hai tay chấn động, lập tức đánh về hướng Hàn Lập. Gã huy động song quyền, trước đầu nắm đấm không ngừng có ma khí tràn ra lấy mắt thường khó phân biệt được, từng quyền kình đánh ra không ngừng chồng lên nhau, ngưng ra một mảnh vách tường ma khí đủ để làm không gian vặn vẹo, cuồn cuộn thẳng đến hàn lập. chương 783, nói về kinh nghiệm, đối mặt với khí thế ảo ạt của đồng vũ, hàn lập không xuất kiếm, cũng không ra quyền, mà tùy tay ném một cái, hồ lô xanh tươi kia liền bay vụt ra ngoài. Chỉ thấy từ miệng hồ lô xuất hiện một trận lốc xoáy màu xanh biếc, từ chính giữa bắn ra một đạo ánh sáng xanh thấm thẳng tới vách tường ma khí. Bên trong ẩn chứa hủy diệt pháp tắc tràn ra, trong nháy mắt gần như phá vỡ vách tường kia. Cùng lúc, chân ngôn bảo luân trong cơ thể hàn lập cấp tốc nghịch chuyển trong chớp mắt thân hình đã ở trước người đồng vũ thanh trúc phong vân kiếm trong tay chấp động lôi điện chém xuống đầu gã đồng vũ cả kinh ô quang trên người chợt lóe lên nháy mắt lại muốn huyễn hóa trạng thái ma khí một lần nữa nhưng gã không biết là hàn lập đang chờ đúng giờ khắc này chỉ thấy hắn nâng tay vỗ mạnh đáy hồ lô một cái huyền thiên hồ lô nhất thời đại phóng hào quang xanh biếc lại có một đạo lốc xoáy màu xanh biếc sinh ra sau đó một cỗ hấp lực cường đại xuất hiện nhất thời cỗ ma khí nồng đậm bị xé rách, bị hút súng mãnh vào trong miệng hồ lô. Đồng vũ cũng phát giác không ổn nhưng đã muộn, căn bản chưa kịp khôi phục đã bị hút vào bên trong không gian hồ lô. Vừa vào tầng 1, trong đó hàn lập bồi dưỡng hơn 10 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, không cần thúc dục liền phóng ra kim quang, đẩy phiến xương ngủ màu đen kia vào trong tầng 2. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm đến tê tâm liệt phế từ bên trong hồ lô truyền ra. Hàn lập cầm hồ lô, lắc lắc một chút, chóc miệng hồ lô xuống, một đống thịt vụn theo đó trượt ra rồi rớt xuống. Nguyên Anh Đồng Vũ tuy là cấp bậc thái ất, nhưng bên trong huyền thiên hồ lô căn bản không có chỗ trốn, bị hủy diệt pháp tắc phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một vòng tay chữ vật tỏa ra ánh vàng rực rỡ lơ lửng bên trong không gian tầng một. Một màn như vậy nhìn như rất lâu, thực chất chỉ phát sinh trong chốc lát. Ở phía xa, Ngân Vũ trợn tròn mắt, hàn quang chợt lóe, nhưng không có nhiều phẫn nộ, ngược lại tỏ vẻ bất ngờ hơn. Trường kiếm trong tay y chợt ép xuống, đạo kiếm quang thật lớn lập tức phách chảm xuống, vách tường không gian do la trá tỷ bà ngưng ra trong nháy mắt vặn vẹo hỏng mất. Thạch xuyên không cảm thấy một cỗ lực lượng rời non lấp biển đánh úp lại, thân hình rơi xuống, trực tiếp đập lên ngọn núi phía dưới. Dầm một tiếng thật lớn, bụi mù sộng lên bốn phía, từng tảng đá lớn như vách núi nứt ra, trượt xuống phía dưới chân núi. Bên trong đám bụi, thạch xuyên không bắn ra, tay vỗ về thân tỷ bà bị xước một đường màu trắng bạc, chưa kịp đau lòng thì trên đầu có một đuôi dài bạch xà thật lớn quấn lấy. Ngân Vũ thấy đồng Vũ vừa chết, cũng không thấy muốn trả thù cho gã, trực tiếp hóa thành chân thân rồi dùng đuôi quấn lấy Thạch Xuyên không định mang gã đi. Nhưng thân hình y vừa động, liền cảm thấy cảnh vật bốn phía xung quanh đột nhiên trở nên chậm chạp, quay lại nhìn liền thấy Hàn Lập dùng linh vực thời gian bao phủ lại. Các hạ cứ như vậy, chưa nói một tiếng đã mang người đi, hình như không hợp lý cho lắm. Thân ảnh Hàn Lập thoáng hiện ra trước mặt, chặn đường đi của y, thản nhiên nói. Trong khi nói chuyện, tinh viêm hỏa điều mở hai cánh ra, trôi nổi phía sau hàn lập. Đồng vũ vốn không thể bại, chỉ vì khinh địch cho nên mới để ngươi chiếm tiện nghi. Mặt ngân vũ không chút biểu cảm, mở miệng nói. Ngươi nói không sai, chỉ là hình như khinh địch không phải chỉ có mình hắn. Hàn lập cười nói, ngân vũ nghe vậy, thần sắc rốt cuộc thay đổi, nhìn bốn phía xung quanh tìm hướng chạy trốn. Chỉ thấy mấy ngọn núi phía dưới nhấp nháy từng đợt ánh sáng, từng cột sáng kim sắc giao thoa cùng cột sáng màu bạc bay lên, ở trên cao dần tụ hợp lại thành một tòa pháp trận hư không thật lớn. Ngân Vũ cảm thấy muốn hôn mê một trận, không khí trong hư không trước mặt trở nên nhộn nhạo, xung quanh y như có trọng lượng hàng vạn quân đè lên, như bị ngàn vạn dây xích trói lại, trầm trọng chậm chạp vô cùng. Đây là, ý thức Ngân Vũ dần trở nên mê man, lẩm bẩm. Lúc này, đuôi dài dưới thân y buông lỏng, tạo ra một khoảng trống, Thạch Xuyên không từ giữa bay vút ra. Không vấn đề gì chứ? Hàn Lập cầm một ngọc quyết lấp lánh, đón hỏi không có gì, thừa dịp hắn bị đoạn thời cấm không trận vây khốn, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Trong tay Thạch Xuyên không đồng dạng cũng nắm một khối ngọc quyết chất sáng, phun ra một ngụm máu bầm, vội vàng nói. Hàn Lập không nhiều lời, gật đầu, hai tay hợp lại kẹp khối ngọc quyết vào chính giữa, lòng bàn tay lóe lên hào quang kim sắc, không ngừng truyền lực lượng thời gian pháp tác vào bên trong. Thạch Xuyên không cũng làm như thế, chẳng qua trong lòng bàn tay sáng lên hào quang màu bạc, chính giữa nhộn nhạo từng trận dao động không gian pháp tác. Theo hai người toàn lực thúc dục, trong tòa pháp trận hư không kia tỏa ra hào quang càng ngày càng sáng, bên trong truyền ra hai đạo pháp tác lực, dao động cũng càng ngày càng mạnh. Ngân Vũ cảm thấy thời gian trôi qua càng chậm, mà lực đè ép trên người như thiên quân vạn mã làm y càng lúc càng khó chịu, thần thức cũng chậm chạp hẳn đi, nhưng y không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể cảm nhận từng đợt đau đớn truyền đến quanh thân. Phanh 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 từng đợt âm thanh nặng nề vang lên, bốn phía hư không quanh Ngân Vũ cũng bắt đầu sụp đổ từng phần, không gian pháp trận chung quanh co rụt lại về hướng trung tâm, chính giữa bắt đầu chịu trọng áp đè ép lên người ngân vũ. Tối đa nửa nén hương nữa thì pháp trận không gian sẽ sụp đổ, đến lúc đó ngay cả Nguyên Anh và thần thức ngân vũ sẽ bị nghiền nát, mà dưới thời gian pháp tắc làm chậm lại trở nên vô cùng lâu. Sự thống khổ mà y phải thừa nhận không khác gì lúc đồng vũ bị hàn lập thu vào bên trong huyền thiên hồ lô. Bất quá pháp trận nhìn có vẻ lợi hại, nhưng trả giá cũng không nhỏ, hàn lập cùng thạch xuyên không đều xuất ra hai kiện pháp bảo chứa thời gian và không gian pháp tắc mà chúng sẽ hoàn toàn hư hỏng ngay sau đó hơn nữa nếu pháp trận vây khốn người có tu vi càng cường đại cần thời gian vận hành pháp trận càng lâu do đó pháp tác lực của hai người bọn họ tiêu hao càng lớn đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu bọn hắn không khởi động pháp trận mà là sau khi hàn lập giết chết một người mới mở ra như vậy mới có thể đảm bảo đủ pháp tác lực chống đỡ đến lúc tiêu diệt người trong trận vẻ mặt hàn lập nghiêm túc toàn thân khống chế pháp tác lực vận chuyển, bên cạnh Thạch Xuyên không cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc trước vì bị Ngân Vũ đuổi giết, gã mạnh mẽ thúc dục la trá tỉ bà, không gian pháp tác lực cũng tiêu hao nhiều hơn dự tính lúc đầu, hiện tại chống đỡ có chút miễn cưỡng. Bên trong pháp trận, không gian tiếp tục bị nén lại, thân hình Ngân Vũ bạo nổ một đoàn máu đỏ tươi, cái đuôi rắn đã bị ép bẹp rúm, xương sườn cũng có chỗ bị gãy, kêu răng rắc từng khối. Chỉ cần qua thêm một lát nữa, chắc chắn khung xương cả người y sẽ gãy đoạn, khó có thể trốn được. Nhưng ngay lúc này, Thạch Xuyên không cuối cùng không thể duy trì không gian pháp tắc được nữa, tiêu hao sạch sẽ. Ngọc Quyết trong lòng bàn tay bỗng chốc ảm đạm rồi tắt ngúm, mất đi vẻ lấp lánh ban đầu. Cả đại trận chấn động vù vù rồi ngưng vận chuyển, đồng thời tòa núi phía dưới vang lên hai tiếng nổ đùng đùng, hai kiện pháp bảo rốt cuộc chống đỡ không nổi, nứt vỡ ra. Cả tòa đại trận hoàn toàn sụp đổ. Không tốt, Hàn Lập thầm kêu một tiếng, không chút suy nghĩ thu hồi Ngọc Quyết, tay vung lên phía trước, ngoài thân tiếng gào thét lập tức đại tăng, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm chợt hiện điện quang, dũng mãnh bắn về phía Ngân Vũ. Nhưng Ngân Vũ bên kia chợt lóe một đạo kiếm quang như tuyết, kiếm khí như thác nước lớn từ trên cao đổ xuống, không những đánh văng toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm ra, còn làm cho ngọn núi phía dưới trực tiếp bị san thành bình địa. Hàn Lập thu hồi đám phi kiếm lại bên cạnh, nhìn lại bên kia, thấy uy lực kiếm khí như thác nước kia đã hao hết, phía sau đã không còn bóng người nào, phía trên trời cao còn lưu lại dấu vết một đạo kiếm khí. Ngân Vũ dưới tình thế bị trọng thương, trực tiếp chạy trốn. Hàn Lập gọi tinh viêm hỏa điểu trở về, xoay người nhìn Thạch Xuyên không, thấy trước ngực gã đã thấm đỏ một mảnh, khí tức khi có khi không, hiển nhiên thương thế cũng rất nặng. Tay áo hắn rung lên, một cổ thanh hà lướt qua, giữ thân thể Thạch Xuyên không vững lại. Lần này thật sảng khoái, mặc dù thương thế không nhẹ, thời gian dài mới có thể tịnh dưỡng, tiếc là đã để hắn chạy thoát, có chút đáng tiếc. Thạch Xuyên không cười khổ nói, lần này có thể vượt qua được, đã may mắn lắm rồi, cũng đừng yêu cầu nhiều quá." Hàn Lập nói, "Lệ huynh, kinh qua trận này, ta thật tâm bội phục ngươi. Nếu lúc trước theo lời ta cứ chạy trốn như vậy, hiện tại vị tất sẽ bị đuổi kịp, nhưng năm ba ngày sau, khẳng định vẫn khó có thể thoát thân, chỉ sợ lúc đó sẽ bị động nhiều lắm." Thạch Xuyên không nhìn về phía Hàn Lập, tự đáy lòng nói, "Bị đuổi giết nhiều, tự nhiên sẽ có kinh nghiệm, thay vì chạy trối chết, chẳng thà đột nhiên quay ngược lại phục kích một trận. Tuy nhiên việc này không thể chậm trễ." chúng ta vẫn nên chạy nhanh đi, sợ lần tới sẽ là hung thú đại la đấy. Thạch Xuyên không cũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Hàn Lập vung tay lên, một chiếc phi sa màu ngọc bích hiện ra, Thạch Xuyên không dưới sự nâng đỡ của Thanh Hà cùng Hàn Lập đáp lên thuyền. Hàn Lập đang muốn thúc giục phi sa lao đi, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, động tác trong tay cũng ngừng lại. Bàn tay hắn vung lên, bảy tám khôi lỗi khác nhau hiện ra, bàn tay phất một cái cùng lúc mấy tấm phủ lục dán lên từng con một. Thạch Huynh, chọn mấy con khôi lỗi, lưu lại khí tức của mình. Hàn lập nhìn Thạch Xuyên không nói. Thạch Xuyên không lập tức hiểu ra, vừa ho ra máu vừa nói, mới vừa rồi, người nói là bị người đuổi giết nên có nhiều kinh nghiệm. Ta trước không tin, hiện tại lại tin vài phần, chẳng qua phương pháp này chỉ sợ tác dụng không lớn a. À. Cô Cố ý bố trí nghi trận mà thôi, có thể dùng được thì dùng, không dùng được cũng không mất mát gì cả. Hàn lập cười nói, hai người đều lưu lại khí thức của mình trên mấy khôi lỗi, sau đó thúc giục một chút, khôi lỗi bay vút ra mấy phương hướng khác nhau. Lúc này Hàn Lập mới điều khiển phi xa, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở cuối chân trời. mươi 784, liều mạng chạy trốn. Mấy ngày sau, tại động phủ kim tê đại vương, đồ vật vàng bạc lăn long lóc trên mặt đất đại điện, chén nát ly vụn vỡ rơi bừa bãi một mảnh. Tất cả yêu binh yêu tướng lạnh run, cùng quỳ xuống. Thân hình ngân vũ cong lại đầu cúi xuống, thấy không rõ thần tình trên mặt, vạt áo trước ngực dính máu, bộ dạng bị thương không nhẹ, Ngươi nói là ngoài Thạch Xuyên không, bên cạnh hắn còn có một nhân tộc thái ất cảnh sơ kỳ, đồng vũ chính là chết ở trên tay hắn. Kim Tê Đại Vương phát thiết một hồi, sau đó chậm rãi ngồi trở lại trên chiếc ghế dựa lớn màu vàng, đôi mắt dài nhỏ híp lại, hỏi. bẩm Đại Vương, người kia nắm giữ thời gian pháp tắc, phối hợp cùng Thạch Xuyên không nắm giữ không gian pháp tắc. Ngân Vũ càng nói càng chậm, đến cuối cùng cũng không nói hết, liền ngừng lại. Cho nên người bại là chuyện đương nhiên, thoát được là thuận theo tự nhiên tiếng nói kim tê đại vương lanh lành hỏi ngược lại thuộc hạ biết tội ngân vũ sợ hãi cúi xuống mở miệng nói ra mà thôi nếu không phải ngay từ đầu đồng vũ muốn thể hiện hai người các ngươi liên thủ giết địch thì kết quả chưa chắc sẽ như thế này kim tê đại vương bỗng nhiên thở dài một hơi chậm rãi nói ra dứt lời gã vung tay lên một mâm tròn màu tím từ trong tay gã bắn ra chính giữa tản mắt ra tử quang trói mắt từ đó ngưng ra một tòa pháp trận màu tím thân ảnh một gã nam tử trung niên mặc áo tím hiển hiện ra bên trong pháp trận chính là thạch trảm phong đại hoàng tử của thánh chủ nhìn thân sắc của kim tê đạo hiếu hẳn không phải là muốn cùng ta hoàn thành giao dịch a à? xem ra sự tình trận giết thập tam đệ tựa hồ có chút không thuận lợi lông mày thạch trảm phong hơi nhếch lên mở miệng hỏi đại hoàng tử cuộc làm ăn này có chút thiếu sót a à? vì sao bên cạnh thạch xuyên không có một tùy tùng tu vi thái ất ngươi lại không nói rõ cho chúng ta làm hại ta liên tiếp hao tổn hai viên đại tướng. Thần sắc kim tê đại vương bất thiện, mở miệng chất vấn. Thạch trảm phong nghe vậy hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức nói ra. Chuyện này kim tê đạo Hữu nói đã oan uổng ta, đệ đề kia của ta rất có thiên phú kinh thương, một mực ẩn mình trong quảng nguyên trai quản lý sinh ý, trước đó không lâu mới phản hồi từ tiên giới, bên cạnh có người nào đó, ta thật không rõ lắm. Bất quá, chỉ là một gã tu sĩ thái ất, Kim Tê đạo hữu không đến mức làm không xong chứ. Hừ, nếu thật là tu sĩ thái ất bình thường, bất kỳ người nào trong tam vũ dưới chướng ta đều đủ để chém giết hắn, đáng tiếc người kia tu luyện chính là thời gian pháp tắc, tăng thêm vị đệ đệ của người tu luyện không gian pháp tắc, khó khăn càng khó khăn hơn, cũng không dễ đối phó như ngươi vừa nói. Kim Tê đại vương hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái này, hôm nay hai người bọn họ vẫn còn trong phạm vi người quản lý chứ. Thạch Trảm Phong trần chờ một chút, hỏi, như thế nào, nếu bọn hắn rời khỏi địa bàn của ta, đại hoàng tử liền muốn chuyển chuyện làm ăn qua tên hắc xứ kia sao? Lúc đó sinh ý chúng ta bên này sẽ không làm nữa. Nếu không thể giữ lời, lại để cho ta tổn hao hai viên đại tướng, dù cho dạ dương thành kia xa xôi thế nào, đại hoàng tử không giữ lời hứa việc này, ta vẫn sẽ đến đó nói cho rõ đấy. Lông mày kim tê nhíu lại, lạnh giọng nói, kim tê đạo hữu không cần phải gấp gáp uy hiếp ta, nếu bọn họ vẫn còn trong khu vực của ngươi, ngươi cứ việc ra tay gạt bỏ chúng, lúc trước thù lao đáp ứng ngươi có thể tăng lên gấp đôi thạch trảm phong không quá do dự mở miệng nói ra ngoài thù lao tăng lên gấp bội ta còn muốn trong một gian ngắn tương lai đại hoàng tử giúp ta chèn ép thế lực hắc dứu chỉ cần đại hoàng tử có thể đáp ứng ta sẽ tự thân xuất mã tiêu diệt bọn chúng không lưu nửa điểm dấu vết kim tê đại vương nói ra có thể thạch trảm phong lập tức nói ra ngân vũ người đi chỉnh đốn binh mã chuẩn bị tốt xa liễn bổn vương muốn đích thân đi săn bắn Đôi mắt dài nhỏ của Kim Tê Đại Vương hơi thu vào, vung tay lên, mở miệng quát. Nửa tháng sau, trên không một mảnh núi rừng tràn ngập trướng khí ở thập hoạn sơn mạch, một chiếc bích ngọc phi xa vụt qua nhanh như tên bắn. Phía trên phi xa, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đứng thẳng một trước một sau, ánh mắt nhìn ra xa, thần tình trên mặt đều có chút ngưng trọng. Lệ Huynh, người đã liên tục thúc giục phi xa này di chuyển hơn nửa tháng rồi, cũng nên đổi người điều khiển đi, người hãy nghỉ ngơi một chút. Thạch Xuyên không vỗ vỗ bả vai Hàn Lập, mở miệng nói ra không cần chút tiêu hao ấy ta không coi vào đâu thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đây mới tốt hàn lập lắc đầu nói ra kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương nửa tháng qua chúng ta liên tục đổi phương hướng lại áp chế khí tức thần thức cũng không dám thả ra quá xa bọn hắn không có khả năng tìm được đấy còn nữa không bao lâu nữa chúng ta sẽ bay ra khỏi địa bàn tên kim tây tê kia đến lúc đó thạch xuyên không vừa nói đến đó đột nhiên dừng lại Thạch huynh, cái miệng này của ngươi còn xui hơn cả quả đen. Hàn lập cười khổ một tiếng, nói ra, mấy vạn dặm phía sau hai người, trên không trung lơ lửng một tòa xa liễn to lớn màu vàng, cao ba tầng, phía trên giường cột chạm trổ, mái hiên như bay, bốn phía lóe sáng tinh thạch sáng kim, tán phát ra từng trận kim quang chói mắt. Phía trước xa liễn có mười thất kim rực rác mã, toàn thân chúng khoác lên giáp phiến màu vàng, hai cánh không ngừng vung vẩy, kéo xa liễn màu vàng cấp tốc lao nhanh về phía trước đuổi theo xung quanh xa liến còn có mấy trăm tên hung thú dư tợn cổ quái nửa người nửa thú, đồng dạng thân phủ kim giáp, nhìn phô trương không thua chút nào so với đế vương thế tục ngự liễn đi tuần. Tên kim tê này quả nhiên tự mình đuổi theo, thạch xuyên không vội vàng dùng thần thức quét qua phía sau, có chút kinh ngạc nói. Tu sĩ cấp đại la, tạm thời chúng ta chưa thể chống lại được. Lông mày hàn lập nhân lại, nói ra, dứt lời, hai tay của hắn biến đổi pháp quyết, tiên linh lực trên người tuôn ra, thúc giục bích ngọc phi sa tăng vào tốc độ, lóe lên rồi biến mất. Hư, còn muốn trốn, Kim Tê Đại Vương đứng ở phía sau vòng bảo hộ tầng 3 xa liễn, hư lạnh một tiếng, tiếng nói lanh lành. Ngân Vũ mặc áo bào trắng đứng bên cạnh, thần sắc âm tình bất định. Lúc này, chỉ thấy Kim Tê Đại Vương bỗng nhiên vung tay lên mãnh liệt, kiện pháp bào mặc trên người có thêu chín đầu kim long to lớn liền sáng lên hào quang chói mắt. Chỉ thấy chỗ ống tay áo pháp bào đại phóng kim quang, chín đầu kim long từ các nơi pháp bào du tẩu đến, tất cả đều tuôn ra ống tay áo, Kim quang tràn đầy ống tay áo lập tức phồng lớn lên gấp mấy trăm lần, như là một cái miệng to thôn thiên, bao phủ về hư không phía trước. Hư không mấy vạn dặm giống như chỉ một tấc vuông, chín đầu kim long tề tụ ngay ống tay áo ra sức bơi lội, chỉ hơn 10 hơi thở đã tới gần đỉnh đầu hai người Hàn Lập. Hai người giật mình nhìn lên một mảnh thiên quang địa ám trên đầu, liền cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại áp bách từ trên đỉnh đầu áp xuống. Bích Ngọc Phi sa run lên kịch liệt, lắc lư ầm ầm, có chút không khống chế được trong ống tay áo sáng lên một vòng xoáy màu vàng, chính giữa lại có từng trận lực hút cường đại truyền đến, lôi kéo làm tốc độ phi xa chợt giảm, không cách nào thoát ra được. Thạch Xuyên không thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thạch Huynh, nắm chặt bờ vai của ta, hàn lập quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, trên người hắn lập tức khuếch tán ra một tầng kim quang, hóa thành một linh vực màu vàng rộng mấy trăm dặm, bao phủ bốn phía lại. Ống tay áo to lớn kia vừa tiến vào trong phạm vi thời gian linh vực, tốc độ lập tức chậm lại. Bất quá vẻn vẹn một cái chớp mắt sau, liền nghe kim tê đại vương hét to một tiếng, phòng xoáy màu vàng trong tay áo đột nhiên chấn động kịch liệt, từ đó bộc phát ra một hồi man lực, trực tiếp ép tới linh vực làm hư không rung động từng trận, cơ hồ không bị ảnh hưởng mà đè ép xuống hai người hàn lập. Trong thế nghìn cân treo sợi tóc, hai tay hàn lập nắm chặt thân phi xa, chân ngôn bảo luân trong cơ thể lập tức nghịch chuyển, toàn thân hai người cùng bích ngọc phi xa hóa thành một đường vòng cung mơ hồ, lập tức xuất hiện ở ngoài vạn giảm. Kim Tê Đại Vương chợt cảm thấy hoa mắt một cái, giống như suy nghĩ bị đình trệ trong thời gian ngắn ngủi, lúc kịp phản ứng thì ống tay áo cũng đã chụp vào không trung. Mặt mũi thạch xuyên không tràn đầy vẻ kinh nghi, nhìn lại phía sau xa, lập tức cùng hàn lập hợp quy tiên linh lực cùng một chỗ, hỗ trợ thúc giục bích ngọc phi xa, tăng tốc độ gấp mấy lần so với lúc trước. Nhanh đuổi theo cho ta, Kim Tê Đại Vương quát lớn một tiếng, bàn tay gã vung lên, một đạo kim quang ngưng tụ thành cây roi to lớn, đánh vào trên người mười thất kim rực rác mã phía trước ba một tiếng vang thật lớn, bờ mông mười thất kim rực rác mã đồng thời gặp trọng kích, giáp phiến màu vàng nhao nhao nứt toát ra, xuất hiện một vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, mười thất rác mã liền hy, y y y một tiếng, hai cánh bay múa, bốn vó cuồn cuộn, tăng tốc độ lên tới cực hạn, điên cuồng đuổi theo. Hàn lập phi độn phía trước không dám suy nghĩ có chút may mắn nào, trong cơ thể chân luân không ngừng nghịch chuyển, dưới thời gian pháp tắc chi lực gia trì, mang theo thạch xuyên không cùng phi xa không ngừng lướt tới trước bọn hắn cùng xa liễn của Kim Tê Đại Vương lại kéo dài khoảng cách ra một chút. Thạch Xuyên không thấy vậy, trong nội tâm mừng rỡ không thôi, nhưng khi gã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hàn Lập thì biết rõ thi triển loại thủ đoạn này, còn mang theo gã và một chiếc phi xa, tiêu hao tất nhiên 10 phần to lớn, chỉ sợ rất nhanh sẽ không duy trì nổi. Quả nhiên, rất nhanh Hàn Lập liền đình chỉ tốc độ xuyên nhanh như cũ, thời gian linh vực bao phủ bên ngoài cũng không thể duy trì, cùng tiêu tán ra. Cũng may trải qua hơn 10 hơi thở không ngừng chạy trốn sơn mạch phía dưới đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản núi rừng màu xanh đen đã bắt đầu giảm bớt dần dần, trên mặt đất không thấy nhiều cây to cao lớn nữa, mà xuất hiện rất nhiều lùm cây thấp bé, thế núi cũng dần dần trở nên bằng phẳng hơn, từ sơn mạch cao mất chuyển thành đồi núi uốn lượn. Lệ huynh, nhanh đến địa bàn Hắc Dấu Đại Vương, hắn cùng tên Kim Tê kia không hợp nhau, chắc chắn sẽ không bỏ mặc Kim Tê xông vào địa bàn của hắn, chỉ cần đến đó chúng ta liền có thể tạm thời an toàn một chút. Thạch Xuyên không mừng rỡ kêu lên đối phương là hung thú đại la cảnh, ta và ngươi nhất quyết không được chủ quan. Hàn lập toàn lực thúc giục bích ngọc phi xa, vẻ đề phòng trên mặt không giảm, mở miệng nói ra. Hắn vừa dứt lời, cảm giác sau lưng truyền đến một đạo chấn động khác thường, ngay sau đó, một đạo linh vực hẹp dài kéo dài qua mấy vạn dặm lập tức khuếch trương ra, thoáng một phát bao phủ bọn hắn vào trong. Mà ở phía sau mấy vạn dặm, tòa ngự liễn màu vàng cự đại kia đột nhiên trầm xuống, tiếp theo 10 thất kim rực rác mã đều trùng điệp hạ xuống phía dưới, ngay sau đó một đoàn viên thịt to lớn màu vàng từ trên đó nổ bắn ra, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Nhanh tản ra, tim hàn lập đập mạnh một cái, quát lên một tiếng lớn. Nhưng thời điểm tiếng nói vang lên thì cũng đã muộn, kim tê đại vương kia ở trong linh vực chính mình, lại coi như vừa xài bước ra, liền bước qua mấy vạn dặm, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hai người, một cái bàn chân to lớn màu vàng hung hăng dẫm mạnh xuống. Hàn lập cảm thấy một cỗ linh áp không cách nào chống nổi từ trên trời giáng xuống, phảng phất cự sơn áp đỉnh, trong nội tâm hiện lên một cố cảm giác vô lực, muốn miễn cưỡng thúc giục chân luân nghịch chuyển lần nữa nhưng căn bản không làm được. Cỗ lực lượng kinh khủng kia làm cho người sợ hãi, trong chốc lát tràn ngập bốn phía, giờ làm cái gì cũng đã muộn. chương 785, xua hổ nuốt sói, nhưng ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tầng sóng ánh sáng màu bạc quỷ dị đột nhiên từ bên cạnh hàn lập sáng lên. Chỉ thấy chỗ nghi tâm thạch xuyên không có một đạo phù lục ngân quang lập tức bay ra, phanh một tiếng nổ tung ra. Sóng ánh sáng nhộn nhạo lướt qua, thân ảnh hai người bị bao phủ vào, lập tức biến mất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Bích Ngọc Phi Sa bị hào quang màu vàng trên bàn chân đè ép cuống, trực tiếp bạo liệt ra, biến thành một đoàn bột mịn màu xanh đậm. Trong không khí, còn lưu lại uy lực từng trận kim quang cùng từng sợi chấn động không gian không rõ ràng lắm, nhưng thân ảnh hai người Hàn Lập cũng đã hoàn toàn không thấy. Kim Tê Đại Vương phát hiện hai người trốn chạy, trong miệng phát ra một tiếng thét dài giận dữ. Gã đưa mắt nhìn qua dãy núi phía trước, Ánh mắt nhìn ra cực xa, muốn tiếp tục truy kích theo. Nhưng mà, thân hình gã vừa khẽ động, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên dừng lại. Chẳng biết lúc nào, tại chỗ rất xa màn trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn mây đen vô cùng dày đặc. Nhìn đám mây đen thật lâu, thần sắc gã biến đổi nhiều lần, cuối cùng vẫn không có đuổi theo, ngược lại thân hình lướt về, rơi vào trên tòa ngự liễn màu vàng, quay về. Hơn 10 vạn dặm bên ngoài, một mảnh đồi núi mọc các bụi cỏ xanh tươi khắp nơi, mặt đất đột nhiên phồng lên, Hai đạo nhân ảnh từ dưới đất chui lên, chính là hai người Hàn Lập. Giờ phút này cả hai dính đầy bụi đất, đặc biệt là Thạch Xuyên không, khóe miệng còn dính một vết máu đỏ thấm, hiển nhiên là lúc trước gấp rút chạy trốn trôi chết, căn bản không kịp lau chùi. Kim Tê đại vương này vậy mà không có đuổi theo. Hàn Lập phất ống tay áo một vòng, bụi bặm trên người đều biến mất, mở miệng nói ra. Hắn một đường đuổi theo chúng ta, đã xâm nhập địa bàn Hắc dứ đại vương, lúc trước nhảy qua một phát kia, đoán chừng là không cam lòng để chúng ta chạy thoát mới tính dùng một kích đắc thủ, nhưng dù sao hắn cũng không dám thâm nhập quá sâu. Nếu không, một khi hắc dấu dốc toàn bộ lực lượng, hắn muốn rứt ra đào tẩu, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Thạch Xuyên không thở hổn hển nói ra, vừa rồi trong nghi tâm của ngươi bay ra cái gì vậy, vậy mà có thể thoáng một phát mang bọn ta thuấn di hơn 10 vạn dặm. Hàn Lập gật gật đầu, lại hỏi, là một trong những bảo mệnh phù mà phụ thân cho ta, số lượng cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có thể dùng một lần thôi. Thạch Xuyên không lắc đầu, cười khổ nói, vừa rồi lúc mới thuấn di, ta còn cảm thấy một cỗ khí thức cường đại như ẩn như hiện giống như kim tê kia, chẳng qua chưa kịp xem kỹ thì đã truyền vào dưới mặt đất rồi. Chúng ta không phải là mới ra hang sói, lại rơi vào miệng cọp chứ. Hàn lập nhíu mày, nói ra, lúc trước sở dĩ chạy trốn đến đây, ngoại trừ cân nhắc đến việc mâu thuẫn giữa hắc rú cùng kim tê, nghĩ đến việc xua hổ nuốt sói, trên thực tế còn có suy tính khác. Tuy hắc rú đại vương này cũng là một trong thập hoạn, bất quá có chút khác biệt với những người khác thạch xuyên không lau vết máu nơi khóe miệng chậm rãi nói ra a à, có gì khác biệt lông mày hàn lập trao lên lộ ra vẻ nghi hoặc tuy hát sứ đại vương cũng xuất thân là hung thú thích ăn tươi nuốt sống bất quá nghe nói năm xưa lúc đắc đạo có chút đặc biệt công pháp tu luyện thực sự không phải là của thánh vực chúng ta ngược lại là tam thanh đạo pháp từ tiên giới các ngươi cho nên tâm tính cũng không giống với các thập hoạn khác thích giết chóc ngược lại yêu thích học đòi phong nhã đọc thi thư lễ nghĩa nghe nói còn từng mấy lần cải trang học trò, du lịch đến một ít thế tục phương triều. Trên mặt Thạch Xuyên không hiện ra vẻ buồn cười, nói ra. Hùng thú lại đọc đủ thứ thi thơ, ngược lại đúng là có chút kỳ lạ. Lông mày hàn lập trao lên, nói ra, bất quá là hành vi buồn cười vượn đội mũ người mà thôi. Trong truyền thuyết, trước kia hắn còn từng tham gia thi cử ở một nước, bất quá ba lần dự thi đều không trúng, không thể lấy được thân phận cử nhân. Sau đó hung tính đại phát, hắn liền ăn sạch sẽ một nước từ hoàng đế triều đình đến lục bộ quan viên trong mắt thạch xuyên không hiện ra vẻ xem thường nhếch miệng nói ra dù sao cũng là xuất thân hung thú tính tình bất định ta xem chúng ta vẫn là nên nhanh chóng ly khai a hàn lập trầm ngâm một lát nói ra lệ huynh có chỗ không biết những năm gần đây hắc sứ đại vương một mực có quan hệ mở ám với hùng cứ thành bên kia cả hai âm thầm giao dịch với nhau có thể thấy được là hắn cố ý bỏ qua thân phận thập hoạn này cho nên chúng ta chỉ cần không cố ý gây ra rắc rối, trong vùng quản lý của hắn cũng không mạo hiểm quá lớn. Hơn nữa, ta còn muốn đi một chuyến đến Hắc Dứ Thành bọn hắn. Thạch Xuyên không chuyển chủ để nói, Hắc Dứ Thành, Hàn Lập hơi ngẩn ra, tuy thập hoạn Sơn Mạch là chỗ man hoang, nhưng lại sản xuất ra một loại linh tài đặc biệt tên là Tử Dương Noãn Ngọc. Vật này chính là bảo vật cực kỳ hiếm thấy, có thể điều tiết trình độ phù hợp giữa Nguyên Anh cùng thân hồn, có thể giảm bớt nguy cơ đoạt xá Nguyên Anh cùng thân thể mài dũa theo thời gian, một vị cấp dưới của ta ngươi hẳn là đã nhìn thấy trong di tích chân môn môn chính là phong lâm đạo hữu nàng đang cần vật này hơn nữa vật này cũng có ích lợi thần hồn nói không chừng có thể làm cho đề hồn đạo hữu tỉnh lại thạch xuyên không giải thích hàn lập nghe vậy do so dự một chút sau đó mở miệng hỏi ta cũng không phải là người trong ma tộc các ngươi điểm này sẽ không khiến gây phiền toái chứ lệ huynh nếu ta nhìn không lầm ngươi đã từng tu luyện qua công pháp ma tộc a thoáng đem khí tức công pháp lộ ra ngoài một chút, mặc dù hóa hình không sinh ra lân phiến hay lân giác, cũng sẽ không có việc gì đâu. Thạch Xuyên không cười cười nói ra, Hàn Lập nghe vậy, âm thầm vận chuyển phạm thánh chân ma công, bên ngoài thân lóe lên kim quang, ngoài làn ra hiện ra từng mảnh kim lân. Như vậy chắc không có vấn đề rồi, đi thôi, nơi đây cách hắc rú thành cũng khá xa, phi xa của lệ đạo hữu ngươi đã bị hủy, tiếp theo hãy cưới ô thần phi toa của ta, lệ đạo hữu cũng có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Thạch Xuyên không nói ra, vung tay lên, một đoàn ô quang hiện lên, một chiếc phi toa đen nhánh hiển hiện ra, toàn thân lóe sáng ô quang, thân toa khắc lên từng đạo ma văn màu đen hình dạng phi điểu, thoạt nhìn cũng không kém so với bích ngọc phi xa. Vậy thì không khách khí, Hàn Lập cười nói, thả người bay lên phi toa, Thạch Xuyên không cũng bay lên nhẹ nhàng, trong tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài ô thần phi toa lóe lên hắc quang, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu đen phá không rời đi, bay về hướng tây bắc. Trong nháy mắt, hơn một tháng đã trôi qua mặc dù không có truy binh thạch xuyên không cùng hàn lập cũng không buông lỏng một mực di chuyển với tốc độ cao nhất rốt cuộc đã tới nơi khu vực hắc dứ đại vương thống trị đã đến gần biên giới thập hoạn sơn mạch số lượng hung thú nơi này rõ ràng ít hơn rất nhiều so với kim tê lĩnh đoạn đường này so với trước thuận lợi hơn rất nhiều cũng không gặp quá nhiều hung thú tập kích cuối cùng đã tới hàn lập đứng trong hư không nhìn tới phía trước chỉ thấy vài dặm phía trước thình lình có một mảnh ao hồ to lớn rộng mênh mông bát ngát nước trong hồ hiện ra màu tím đậm thoạt nhìn cực kỳ quái dị hồ nước tuy rằng đặc dị nhưng cũng không có vẻ gì nguy hại tôm cá trong hồ rất nhiều mặt hồ lại nổi lơ lửng từng đoàn từng đoàn bèo rong xanh biếc khắp nơi đều một bộ dạng sinh cơ bừng bừng hồ này tên là tử phần hồ nghe nói là do một loại phần ngọc dư ra cho nên được đặt tên như vậy nguyên nhân là vì đáy hồ có một khoáng mạch phần ngọc to lớn nguyên khí trong đó tiết ra ngoài nhuộm trọn cả mảnh ao hồ thành màu tím mà phần ngọc cùng Tử Dương Noãn Ngọc chính là linh tài cộng sinh, lúc khai thác phần ngọc, ngẫu nhiên sẽ đào được một hai khối Tử Dương Noãn Ngọc. Số lượng khoáng mạch phần ngọc cực ít, tại toàn bộ thánh vực cũng không có mấy cái. Mà khoáng mạch phần ngọc có thể sinh ra Tử Dương Noãn Ngọc cỡ lớn, theo ta được biết chỉ có nơi đây. Thạch Xuyên không đứng ở bên cạnh giải thích, đã như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Hàn Lập nghe vậy, có chút không thể chờ đợi được nói ra. Đề Hồn vẫn cứ hôn mê, hơn nữa khí thức mơ hồ có xu thế giảm xuống hắn tạm thời cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trông chờ tử dương noãn ngọc có thể có một ít tác dụng. Trước chờ một chút, tướng mạo chúng ta có chút nổi bật, hay là nên biến ảo một chút. Thạch xuyên không nói xong, trong miệng lẩm bẩm trên người gã lập tức hiện ra một tầng hắc quang như gợn nước, chấp động một hồi liền như thủy triều rút đi. Hình dáng bên ngoài của thạch xuyên không thình lình đã thay đổi, hóa thành một đại hán mặt đen cường tráng, tay chân. Mấy chỗ sinh trưởng ra từng đám lông màu đen, thoạt nhìn rất giống một lang tộc trong thập hoạn sơn mạch. Hàn Lập thấy vậy, cũng bấm niệm pháp quyết biến ảo dung mạo, kim quang lóe lên hóa thành một thanh niên độc giác tóc tím mắt xanh biếc. Hắn thi triển huyễn hình bí thuật cực kỳ tinh diệu, trong đó còn tăng thêm một ít pháp ngôn thiên địa huyền diệu, lại thêm phạm thánh chân ma công sinh trưởng ra từng mảnh kim lân, mặc dù là tồn tại đại la cảnh cũng chưa chắc nhận ra chân thân của hắn. Sau khi biến ảo dung mạo, Hàn Lập lập tức dậm chân một cái, hóa thành một đạo độn quang phóng về hướng chỗ sâu trong ao hồ. Thân hình thạch xuyên không nhoáng một cái, theo sát phía sau dùng độc tốc của hai người, trong chốc lát đã đi tới mấy chục vạn dặm. Vào thời khắc này, chân trời phía trước hiện ra một đoàn bóng đen mơ hồ, rất nhanh biến lớn, hiện ra một hòn đảo màu đen lớn mấy trăm dặm. Một tòa thành chỉ to lớn cao chót phót ở trên đó, chiếm cứ toàn bộ hòn đảo. Toàn thân tường thành dùng một loại tinh thạch màu đen xếp trồng thành, cao ngất chừng trăm trượng, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Trên tường thành khắc ấn một ít đường vân màu tím không biết tên, tựa hồ là một loại trận văn gia cố nào đó, tán phát ra từng trận tử quang, làm cho thành này tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Thành này chính là Hắc Dấu Thành, nơi cư ngụ của Hắc Đại Vương. Hai người Hàn Lập giảm lại độn quang, bởi vì chung quanh không chỉ có hai người bọn họ, từng đạo độn quang xuất hiện ở gần hoặc xa. Phía dưới mặt hồ cũng xuất hiện từng đội thuyền to lớn, lướt về thành chỉ phía trước. Càng đến gần Hắc Dấu Thành, độn quang chung quang cùng đội thuyền càng nhiều, hội tụ lại hướng Hắc Dấu Thành như vạn chim vào rừng. Hai người không muốn gây chú ý, liền thu liếm độn quang, khí tức trên thân cũng bảo trì tại cấp độ chân tiên cảnh. Ánh mắt Hàn Lập nhìn những cự chu kia, đuôi lông mày chợt nhảy lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Lệ đạo Hữu làm sao vậy? Thạch Xuyên không hỏi, không có gì, chỉ là đoạn đường chúng ta đi tới, hung thú gặp phải đều là hình người, nhưng theo ta biết chỉ có tu vi đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể hóa thành hình người. Hung thú phía dưới những cự chu này có tu vi tương đối thấp, lại đã hóa hình thành người trưởng thành, cho nên cảm thấy hơi kỳ quái. Hàn Lập có chút nghi hoặc nói, hung thú tộc tu luyện tới cảnh giới nhất định, cơ bản cũng có thể biến thành hình người, bất quá bởi vì huyết mạch hung thú bất đồng, cảnh giới để biến thành hình người cũng đều không giống nhau. Thông thường, thú tộc càng dễ dàng biến thành hình người, đẳng cấp huyết mạch cùng thực lực sẽ càng thấp, phía dưới cự chu đều là tộc quần cấp thấp. Kỳ thật không chỉ hung thú tộc, quần tộc thánh vực khác cũng đều như vậy. Thạch Xuyên không lơ đánh giải thích, chương 786, một lòng hướng tục, thì ra là thế, xem ra ma vực các ngươi thành kiến với huyết mạch rất nặng. Hàn lập nghĩ như thế, nói, thánh vực trọng thực lực nhất, cấp bậc huyết mạch xâm nghiêm, tộc đàn nhỏ yếu cơ bản sẽ bị tộc đàn cường đại khác nô dịch, áp bức. Ở khu man hoang như thập hoạn Sơn Mạch còn nghiêm trọng hơn nữa, trong số các đại vương thập hoạn này, chỉ mỗi hắc xứ đại vương còn khá là tiến bộ, vì thế mà nhiều tộc đàn cấp thấp đều tụ cả lại đây. Thạch Xuyên không thở giải đáp, tựa hồ không bằng lòng cho lắm với tình hình áp bức tộc đàn thực tế hàn lập ồ một tiếng rồi không hỏi nữa trong lúc hai người nói chuyện thế mà đã tới gần hắc dứa thành lúc này nhìn khắp xung quanh thì có thể thấy được sự rộng lớn của hắc dứa thành tường thành dựng thẳng chọc trời vây quanh là ven bờ biển cách một đoạn tường thành sẽ có một cửa thành cho ra vào quanh cửa thành là bến tàu san sát đội thuyền lớn buông neo người đến người đi cực kỳ phồn hoa náo nhiệt thành trì này trông cũng không tệ tuy là hung thú tạo ra mà chẳng kém bao nhiêu tiên giới hàn lập gật đầu nói trong đám thập hoạn đại vương hắc dứ đại vương tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nhất khích lệ mậu dịch buôn bán cho nên tuy rằng số lượng hung thú tộc cao cấp trong hắc dứ không nhiều lắm nhưng tổng thể thực lực lại không yếu thạch xuyên không đáp nói vậy thì vị hắc dứ đại vương cũng nên được coi là một vị tài đức sáng suốt trong đám thập hoạn vương hàn lập nghe thế quan niệm về hắc dứ đại vương thay đổi không ít tài đức sáng suốt một phần nào đó cũng có thể là như vậy khóe miệng thạch xuyên không bỗng động đậy biểu tình khá quái dị hàn lập nhìn thấy mặt thạch xuyên không như thế thì tâm khẽ động không hỏi nhiều nữa đi thôi thạch xuyên không hô một tiếng hai người bay vút nhanh chóng tới cửa thành trước cổng thành có vài hắc giáp sĩ cầm vũ khí kiểm tra người ra vào kiểm tra qua loa thạch xuyên không tiến tới trao đổi nhanh với thủ vệ binh lính nộp mấy khối tinh thạch màu đen rồi hai người thuận lợi vào trong thành hàn lập đứng trên không hai mắt đánh giá xung quanh gật gật đầu đường phố kiến trúc bên trong thành khá sạch sẽ đường rộng lớn khoảng vài chục trượng mặt đường được lát gạch đen rất là bằng phẳng hai bên đường có không ít thú sa đang đỗ kéo xe là một loài dị thú màu đen thân hình giống ngựa đầu tượng thân long không rõ là loài dị thú nào thấy hai người từ trên không hạ xuống chủ nhân thú sa lập tức chạy tới người này tuổi không lớn lắm vẫn đang thanh niên dáng người thấp nhỏ tay chân có vẻ đỏ sậm tu vi chừng nguyên anh kỳ hai vị tiền bối lần đầu tới hát xứ thành ngà thuê thú sa tại hạ đi một ngày là một cực phẩm ma thạch thôi tiểu nhân tên là lô giải là người địa phương lớn lên ở hắc Dấu thành rất hiểu biết tình hình thực tế bên trong thành hai mắt người thanh niên linh hoạt thoạt nhìn là kẻ dị thường lanh lợi nói mấy câu lấy lòng thú xa trong thành không cho phép phi hành sao thạch xuyên không liếc nhìn bên trong thành lại nhìn thú xa dọc đường hỏi lại hắc xứ đại vương quy định không cho phép mọi người phi hành trong thành không trung thiết hạ cấm chế cấm bay muốn tới đâu chỉ có thể đi bộ hoặc dùng thú xa Lô giải đáp, đúng thật là chúng ta lần đầu tới Hắc Dú Thành, muốn mua vài thứ, nếu ngươi có thể làm tốt, ta trả ngày hai khối cực phẩm ma thạch cho ngươi. Thạch Xuyên không trao đổi ánh mắt với Hàn Lập rồi gật đầu bảo. Đa tạ tiền bối, tất nhiên tiểu nhân toàn lực ra sức dẫn đường cho nhị vị. Lô giải mừng rỡ, sau đó vội vàng kéo thú xa ra. Hai người đám Hàn Lập lên xe ngồi xong, lô giải ngồi phía trước, khu động thú xa. Tốc độ con thanh mã thú này tương đối nhanh, cảnh sát nhanh chóng lùi ra đằng sau lô giải trong thành hắc xứ ngoài chuyện cấm phi hành ra thì còn lệnh cấm khác không hàn lập băn khoăn nhìn khắp trốn tiện miệng hỏi có nghiêm khắc nhất là cấm đấu pháp chém giết dù là nguyên nhân gì đi nữa cũng cấm động thủ người trái lệnh sẽ bị hắc xứ quân trực tiếp vây bắt hủy bỏ tu vi còn nữa buổi tối đều có lệnh giới nghiêm về đêm hoặc là ra khỏi thành hoặc là trọ ở khách điếm tóm lại nghiêm cấm lang thang trong đêm nếu bị bắt sẽ bị trừng phạt rất nặng lô giải trịnh trọng thông báo giới nghiêm ban đêm Hàn lập tỏ ra kinh ngạc, cấm phi hành cấm đấu pháp thì không nói, quy củ cấm đi lại ban đêm thực là ngoài dự liệu. Đối với những tu sĩ như hắn thì ban ngày với ban đêm chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa thoạt nhìn buôn bán hắc thú thành khá phát đạt, buôn bán tất nhiên rất bận rộn, giới nghiêm ban đêm khác gì làm cho thời gian giao dịch giảm phân nửa, ảnh hưởng chắc chắn không nhỏ. Các lệnh cấm này đều do Hắc thú đại vương đặt ra. Lão nhân gia ngài cảm thấy đêm hôm nên về nhà lang thang bên ngoài lúc đêm khuya có thể làm hỏng phong tục và giáo hóa cho nên mới thi hành lệnh giới nghiêm ban đêm lô giải tỏ ra hơi mất tự nhiên bảo có thể làm hỏng phong tục và giáo hóa hàn lập nghe thế thì ngạc nhiên lắm nguyên tưởng lệnh giới nghiêm ban đêm bởi lý do đặc thù nào đó của hắc dứ đại vương ai ngờ hóa ra là thế ấn tượng của hắn với hắc dứ đại vương tự nhiên lại tiếp tục biến đổi khó trách khi thạch xuyên không nói tới gã ta lại biểu tình cổ quái lô giải Người giới thiệu tình hình thực tế Hắc Dấu Thành này một chút trước đi. Thạch Xuyên không chen vào bảo, đại khái Hắc Dấu Thành chia ra làm 9 khu vực, trong đó trung tâm là ba khu vực Hắc Dấu Đại Vương, cả chỗ cư ngụ của Hắc Dấu quân thuộc trực tiếp dưới trướng. 6 khu vực còn lại, ba là khu dân cư phổ tông, diện tích tuy lớn nhưng đó đều dành cho tộc đàn cấp thấp không có gì phải đi. Hai khu vực khác là hoa cư khu dành cho tộc đàn cao cấp và các vị tiền bối cao nhân cư ngụ, cuối cùng là mậu dịch khu, cơ hồ tất cả cửa hàng cấp cao đều tập trung ở chỗ này. Đúng rồi, tài liệu tốt nhất bản thành, cả tinh phẩm ma khí đều giao dịch ở đây. Có điều muốn vào trong cần nộp ít phí tổn, nhưng đối với nhị vị tiền bối thì điểm phí tổn ấy tất nhiên chẳng đáng kể. Lô giải thấy không cần bàn luận về hắc dấu đại vương thì nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi giới thiệu từng chỗ. Ô, lần này chúng ta tới hắc dấu thành là muốn mua tử dương ôn ngọc. Người có biết trong thành mua bán thế nào không? Thạch xuyên không hỏi, tử dương ôn ngọc, hóa ra nhị vị tiền bối muốn mua bảo vật này. Tử Dương Ôn Ngọc là một trong kỳ chân đặc sản Hắc Dú Thành, số lượng cực hiếm, lúc nào cũng cung không đủ cầu. Hơn nữa tình huống giao dịch chân bảo như thế không phải là những kẻ như tiểu nhân có thể biết được. Tại hạ chỉ có thể đưa nhị vị tiền bối tới mấy cửa hàng tốt nhất bản thành, hy vọng nhị vị tiền bối có thể mua được ở chỗ đó. Khuôn mặt lô giải khẽ cứng lại, có chút ái náy. Tốt, đưa bọn ta qua đó thôi. Thạch Xuyên không không thật sự trông cậy nghe được điều gì từ gã phu xe lô giải, gật đầu bảo. Lô giải vội vàng ứng tiếng, nhanh chóng dục thú xa đi nhanh về phía trước. Nửa canh giờ sau, thú xa đi vào một nơi sâu trong hắc xứ thành, dừng lại trước một cửa thành thật lớn. Các khu trong thành ngăn cách nhau bởi các tường thành thấp bé. Nhìn xuyên qua cửa thành, từng gian từng gian cửa hàng hoa lệ cao lớn san sát nhau. Người tới kẻ đi cực kỳ náo nhiệt, nơi đó đúng là khu mậu dịch của Hắc Dấu Thành, trước cổng cũng có vài binh sĩ hắc giáp, cản thú xa lại. Muốn vào mậu dịch khu mỗi người giao nộp một khối ma thạch thượng phẩm các ngươi có ba người, ba khối thượng phẩm ma thạch. Một giáp sĩ hắc y thản nhiên nói, lô giải nghe vậy, khó xử nhìn hai người hàn lập. Theo quy củ chuyến đi, phí tổn đương nhiên do hành khách trả, chỉ là đám hàn lập vừa vào hắc xứ thành còn chưa biết quy củ này, hơn nữa lúc trước gã còn chưa nói rõ phí tổn này chi dùng như thế nào. Thạch xuyên không phất tay đưa ba khối tinh thạch màu đen, ném cho giáp sĩ hắc y. Giáp sĩ hắc y nhận tinh thạch bèn phất tay tránh đường. Đa tạ tiền bối, lô giải thở phào, cảm ơn một câu khu động thú sa đi qua cổng khu mậu dịch dọc theo đường phố tiếp tục đi về phía trước một lát sau thú sa dừng lại ở một tòa nhà kiến trúc năm tầng lầu thoạt nhìn không hoa lệ lắm thậm chí khá là bình thường nhưng khách nhân tấp nập trên cửa lớn có một bảng hiệu phù kim các nhị vị tiền bối phù kim các là một trong những cửa hàng lớn nhất bản thành tuy nhìn bên ngoài bình thường nhưng kinh doanh hơn vạn năm nhân mạch và tiền vốn cực kỳ thâm hậu các vị có thể nhìn qua trước ta ở bên ngoài chờ các vị lô giải nói được Vậy xem ở cửa hàng này trước, Thạch Xuyên không nghe thế, nhảy xuống thú xa, cất bước tiến vào bên trong. Hàn Lập cũng bước xuống, thầm lướt qua tình huống xung quanh, không thấy điều gì dị thường liền cất bước đi theo. Hai người bước vào cửa lớn, một đạo dao động ma khí mỏng manh hiện ra, cảnh sắc trước mắt hai người hoa lên, sau đó xuất hiện trong một phòng lớn cỡ mấy trăm trượng. Hàn Lập nhíu mày, cửa hàng này quả nhiên không đơn giản, vậy mà trong này bố trí thần thông tu di không gian. Không chỉ như vậy, ở dao động ma khí kia, hắn tinh tế nhận ra một tia tra xét khí thức, e là đang âm thầm tra xét tu vi bọn hắn. Thực ra hắn và Thạch Xuyên không đều ẩn giấu tu vi thực, với trình độ tra xét này còn chưa nhìn ra chân thực bọn hắn. Hai bên phòng lớn có một đống thùng hàng cỡ lớn, bên trái là nguyên vật liệu, bên phải là đan dược, ma khí bảo vật thành phẩm. Các thùng hàng đều được trưng bày có trật tự khiến người ta liếc mắt một cái liền có thể phân biệt rõ ràng, muốn tìm hàng hóa mình cần ở những đâu. Sau thùng hàng là những người bán mặc áo màu lục, khuôn mặt tươi cười ấm áp, nghênh đón từng vị khách hàng. Những người bán này cơ hồ nhìn không ra điểm đặc biệt, toàn bộ đều nhân hóa. Nhị vị tiền bối, hoan nghênh tới phủ kim các chúng ta. Các vị là thượng tân tu vi đạt tới chân tiên cảnh, ta chưa đủ tư cách tiếp đái, mời tới thượng tỏa quý tân thất. Ta lập tức thỉnh một vị đại nhân chủ sự tới, một thị nữ xinh đẹp mặc áp lục cung kính đón chào. mươi 787, trắng trợn thu mua, đi trước dẫn đường, thạch xuyên không tùy tiện nói, thị nữ áo xanh lục vội vàng đáp một tiếng, đi trước dẫn đường, rất nhanh đưa hai người tới một nhã gian đơn, hơn nữa còn dâng các loại trái cây hiếm lạ, trà thơm, mời hai người thưởng thức. Đây là đặc sản ô quả và vụ tuyền trà của thập hoạn Sơn Mạch, hương vị không tệ, lệ đạo hữu có thể nếm thử. Thạch Xuyên không giới thiệu, Hàn Lập bưng lên một ly trà thơm phiêu đáng xương mù màu trắng, nhấp một miếng, gật đầu nhẹ. Vào thời khắc này, cửa lớn nhã gian khẽ nhúc nhích, một thiếu phụ mặc váy dài hồng nhạt đi đến. Người này cũng hoàn toàn biến thành hình người, mặt như hoa đào, thân hình thon dài, nhìn không ra bất kỳ thứ gì khác con người. Khiến nhị vị khách quý đợi lâu, tiểu nữ là chủ sự phù kim các, mị lan. Thiếu phụ váy hồng nhoẻn miệng cười, chậm rãi đi đến. Khi nàng đi, không gian chung quanh thỉnh thoảng phiêu đáng ra từng mảnh đóa hoa hồng nhạt, tản mát ra một cỗ hương thơm như lan. Đuôi lông mày hàn lập trao lên, thiếu phụ váy hồng này có tu vi không thấp, đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới cảnh giới thai ất. Hơn nữa bản thể của nàng chỉ sợ là một thụ yêu, công pháp tu luyện cũng có chút bất phàm. Chỉ là tu vi nàng cao như thế, vậy mà làm một chủ sự nho nhỏ tại Phù Kim Các, ngược lại có vài phần kỳ quái. Sau một khắc, hắn lập tức hiểu rõ, cái này chỉ sợ là một loại thủ đoạn buôn bán của Phù Kim Các, phái ra người tiếp đãi tu vi cao hơn khách hàng, trong lúc vô hình chiếm thế thượng phong trên khí thế, lại khéo léo dẫn dắt, rất dễ chiếm quyền chủ động. Nhưng một chút thủ đoạn này đối với Hàn Lập và Thạch Xuyên không tự nhiên không lợi gì. Hai người vững vàng ngồi uống trà nơi đó, ánh mắt không lay động một chút nào. Không biết hai vị khách quý đến bản Các là muốn mua cái gì. Mị Lan thấy thần sắc hai người, trong nội tâm âm thầm cả kinh, sắc mặt vẫn không đổi. Hai người ngồi đối diện nói: "Ta nghe nói Phù Kim Các là cửa hàng lớn nhất Hắc Dứ Thành, vậy nên mộ danh mà tới, có một khoản đại sinh ý muốn làm với quý Các, đây là tiền đặt cọc, thỉnh Mị Lan chủ sự nhận trước." Vẻ mặt Thạch Xuyên không thản nhiên đặt chén trà trong tay xuống. Lật tay lấy ra một cái chữ vật thủ trạc Ném tới Mỹ Lan nghe vậy khẽ giật mình Ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn Nhưng vẫn tiếp nhận thủ trạc Thần trí của nàng tìm tòi trong đó Trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ Bên trong chữ vật thủ trạc rõ ràng là 50 vạn khối ma nguyên thạch Toàn bộ xếp trồng tại đó Khiến người ta rung động mạnh Có thể lọt vào mắt xanh của nhị vị khách quý Là vinh hạnh của phù kim các ta Không biết ngài nói đại sinh ý là chỉ cái gì Mỹ Lan lập tức ý thức được mình thất thố vội vàng thu liếm thần sắc, có chút lưu luyến buông chữ vật thủ chạc xuống. Hàn lập ở một bên thấy một màn như vậy, trong mắt hiện lên tia mỉm cười. Mị Lan vốn định dùng tu vi cường đại trấn nhiếp hai người, Thạch Xuyên không liền dùng gậy ông đập lưng ông, vung ra một số tiền lớn, ra oai phủ đầu. Tại đây trong lúc vô thanh vô tức hai người đã có một phen đọ sức, hơn nữa Thạch Xuyên không mơ hồ chiếm thượng phong. Không hổ đi ra từ Quảng Nguyên Trai, tinh thông lối buôn bán lần này chúng ta tới là muốn mua một đám tử dương noãn ngọc thượng phẩm. Thạch Xuyên không cũng không vòng vo, nói, tử dương noãn ngọc, Mỹ Lan nghe vậy sắc mặt hơi đổi, lập tức trầm mặc lại. Thế nào, quý các không có hứng thú với cuộc làm ăn này? Ánh mắt Thạch Xuyên không hơi trầm xuống nói, nhị vị khách quý chớ nên hiểu lầm, cuộc làm ăn này chúng ta đương nhiên muốn làm, chỉ là tử dương noãn ngọc nguồn cung cấp khan hiếm, đừng nói tử dương noãn ngọc thượng phẩm, ngay trung phẩm chúng ta cũng không có. Mỹ Lan lộ vẻ khó xử nói. Ta biết rõ bảo vật này khan hiếm, như vậy đi, bất kể giá thị trường của Tử Dương Noãn Ngọc là bao nhiêu, chúng ta nguyện ý thêm ba thành nữa, nhưng hàng nhất định phải tốt." Thạch Xuyên không hơi trầm ngâm, dùng ngón tay gõ bàn nói: "Các hạ nói quá lời, không phải tiểu nữ mượn cơ hội nâng giá, lời vừa nói đều là tình hình thực tế. Nhị vị khách quý hẳn không phải là người hắc dấu thành đúng không?" Tiểu nữ không nói khách khí, thật không thể giải thích tình huống của Tử Dương Noãn Ngọc với nhị vị bổn thành sản xuất tử dương noãn ngọc không phải giả, nhưng sản lượng ngọc này vốn là cực nhỏ, hơn nữa hơn phân nửa đều bị đại vương hắc xứ kiểm soát, chỉ có một số nhỏ mới có thể truyền ra ngoài. Bản các tuy là cửa hàng lớn nhất trong hắc xứ thành nhưng trong các cũng chỉ có rất ít số lượng tử dương noãn ngọc, hơn nữa đều là hạ phẩm. Mị Lan cười khổ một tiếng, Hàn Lập và Thạch Xuyên không nghe vậy, sắc mặt đều trầm xuống. Nói vậy, quý các cũng không có biện pháp, Thạch Xuyên không trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Thật sự có lỗi, nếu là hàng hóa khác còn dễ nói nhưng với tử dương noãn ngọc bản các thật sự bất lực kính xin hai vị khách quý thứ lỗi một hai mỹ lan thở dài nói nếu như thế vậy chúng ta cũng không ép buộc thạch xuyên không nghe vậy cầm lại chữ vật thủ chạc kia mỹ lan trông mong nhìn chữ vật thủ chạc bị cầm lại trong lòng thở dài một tiếng mỹ lan chủ sự người mới vừa nói trong quý các có chút tử dương noãn ngọc hạ phẩm không ngại lấy ra cho chúng ta nhìn một chút hàn lập vẫn trầm mặc không nói chợt mở miệng được mời nhị vị chờ một lát, ta liền mang tới. Mị Lan nghe vậy ánh mắt vui vẻ, lập tức đứng lên, sau đó bước nhanh ra ngoài. Thạch đạo hiếu, người cảm thấy lời Mị Lan nói có thật không? Mị Lan đi rồi, Hàn Lập phất tay tạo một kết giới cách âm quanh hai người, hỏi. Khi nãy ta nói chuyện với nàng đã âm thầm thi triển một môn thông tâm bí thuật, thuật này có thể trong trình độ nhất định điều tra xem đối phương nói hư thực thế nào. Theo tình huống bí thuật, có lẽ nàng nói không sai. Thạch Xuyên không nói như thế, Vậy là, chúng ta muốn mua được tử dương noãn ngọc thượng phẩm chỉ sợ thật sự khó khăn. Hàn lập nhíu mày nói, tận nhân lực, chi thiên mệnh, thật sự không mua được, vậy cũng không có biện pháp. Tử dương noãn ngọc chia làm ba cấp bậc hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, sự khác biệt giữa chúng rất lớn. Tử dương noãn ngọc hạ phẩm chỉ có công hiệu bình thường với thần hồn, mua cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thạch xuyên không nhàn nhạt nói, tựa hồ không quá để ý. Dù là thượng phẩm cũng tốt, mà hạ phẩm cũng được, vật ấy có khả năng hữu dụng với đề hồn, vậy thì không thể bỏ qua. Hàn lập nhàn nhạt nói ra, tử dương noãn ngọc liên quan đến việc khôi phục đề hồn, bất kể thế nào cũng phải mua bằng được. Thạch xuyên không cười cười, không nói gì thêm, kế tiếp hai người không nói gì thêm nữa, tựa hồ cũng đang lo lắng cái gì. Sau một lát, một tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Hàn lập dơ một tay lên, hủy bỏ cấm chế xung quanh. Cửa nhã gian bị đẩy ra, Mỹ Lan đi đến, trong tay còn nâng một hộp ngọc hình vuông màu tím. Khiến nhị vị đợi lâu, đây là toàn bộ Tử Dương Noãn Ngọc của bản các, mời xem qua." Mỹ Lan cầm hộp ngọc trong tay đặt trước người Hàn Lập. Hàn Lập mở hộp ngọc ra, bên trong là hai 30 khối tinh thạch màu tím lớn cỡ nắm tay, tản mát ra ánh tím nhàn nhạt, nhạt mờ ảo, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là trên những tinh thạch ngẫu nhiên có thể thấy một ít khuyết điểm nhỏ nhặt, phá hủy hình dáng chỉnh thể, hơn nữa khiến ánh tím tinh thạch phát ra trở nên không tinh khiết. Hắn cầm lấy một khối tinh thạch màu tím, chỉ cảm thấy tay ấm áp, hơn nữa có một cỗ nhiệt khí xuyên thấu qua thân thể truyền vào đầu, bao trùm thần hồn của hắn. Thần hồn của hắn lập tức ấm áp như cây trước gió xuân, cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong lòng hắn vui vẻ, tử dương noãn ngọc này quả nhiên có lợi với thần hồn, có lẽ hữu hiệu với đề hồn. Những tử dương noãn ngọc này tuy là hạ phẩm, nhưng vẫn không tồi, đạo hữu cảm thấy thế nào? Mị Lan thấy Hàn Lập nắm một khối tử dương noãn ngọc, sau nửa ngày cũng không nói chuyện bộ dáng thần du vật ngoại, không khỏi hỏi. Những tử dương noãn ngọc này bán thế nào? Hàn lập trả tử dương noãn ngọc trong tay về lại hộp ngọc, từ chối cho ý kiến mà hỏi. Mỹ Lan liếc mắt nhìn Hàn lập, trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, báo ra một giá cao hơn thị trường một thành. Thành giao, Hàn lập nghe xong giá tiền này, vẫn trong phạm vi mình muốn, cũng lời trả giá, gật đầu đáp ứng. Hàn lập đánh chết mấy người thiết phú, thu chữ vật pháp khí của bọn chúng, hiện giờ số lượng ma nguyên thạch trên người xa xỉ, chừng đó ma nguyên thạch với hắn thì không coi vào đâu. Hắn lật tay thu hồi hộp ngọc màu tím, sau đó lấy ra một chữ vật giới chỉ đưa cho Mỹ Lan. Đa tạ hân hạnh chiếu cố, thần thức Mỹ Lan quét qua chữ vật giới chỉ, trong mắt hiện lên tia mỉm cười. Giao dịch hoàn thành, hai người Hàn Lập cũng không ở đây lâu, rất nhanh cáo từ rời đi. Mỹ Lan tự mình tiến hai người khỏi đại môn phù kim các, tận đủ cấp bậc lễ nghĩa, lúc này mới quay vào. Hai vị tiền bối, tất cả thuận lợi chứ, lô giải vẫn chờ ven đường, thấy hai người đi ra, lập tức nghênh đón. Có một số việc ngươi không nên hỏi, không cần lắm lời, chuyên tâm làm tốt việc của ngươi là được, đi cửa hàng tiếp theo. Thạch Xuyên không nhìn y một cái, thanh âm lạnh lùng phân phó. Vâng, thân thể lô giải run rẩy thoáng một phát, vội vàng đáp ứng, sau đó không tiếp tục nhiều chuyện hỏi thăm, khu động thú sa mang hai người đi về phía trước, rất nhanh dừng lại trước một cửa hàng tháp lâu. Hai người hàn lập xuống thú xa, trực tiếp đi vào cửa hàng tháp lâu, gần nửa canh giờ sau, lại đi ra. Đi tới cửa hàng tiếp theo, Hàn Lập nhàn nhạt phân phó nói, cứ như vậy, trước khi trời tối, hai người chạy tới sáu, bảy cửa hàng cỡ lớn, quét hết tử dương noãn ngọc tồn kho của họ. Đêm xuống, trong phòng một khách sạn tại nội thành, hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, một đám trận kỳ bay ra từ tay áo hắn, rơi vào các nơi trong gian phòng, mở ra mấy tầng màn sáng cấm chế, bao phủ cả gian phòng. Làm xong hết thảy, sắc mặt hắn buông lỏng, ngân quang trên tay lóe lên, một cái quang môn màu bạc hiện ra. Hàn lập nhấc chân bước vào trong đó, tiến nhập không gian hoa chi. Bên trong lầu các không gian hoa chi, đề hồn nằm trên một cái giường, vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Lúc này nhìn qua sắc mặt nàng trắng như tuyết, đôi má mơ hồ có chút cảm giác trong suốt, thỉnh thoảng từng đạo hắc khí bay ra từ trên người nàng, tiêu tán giữa không chung. Hàn lập thấy bộ dạng này của đề hồn, sắc mặt khẽ biến. Bộ dạng này của đề hồn so với mấy ngày trước hắn đến xem còn tệ hơn rất nhiều, hơn nữa tốc độ nguyên khí phiêu tán trong người nàng tăng lên không ít. Hắn lập tức hít sâu một hơi, thần sắc liền khôi phục tỉnh táo, vung tay về phía cái bàn cạnh bên. Một mảnh quang mang thanh sắc hiện lên, trên mặt bàn bỗng nhiều thêm năm sáu hộp ngọc lớn nhỏ, bên trong đầy Tử Dương Noãn Ngọc, phía dưới chừng hơn 200 miếng. Những Tử Dương Noãn Ngọc này đều là hạ phẩm, không có một miếng trung phẩm nào. Mặc dù không có mua được Tử Dương Noãn Ngọc trung phẩm, nhưng nhiều hạ phẩm như vậy có lẽ có thể phát huy một chút tác dụng. Chẳng qua càn quét mua sắm Tử Dương Noãn Ngọc như thế chỉ sợ đã khiến cho một số người tin tức linh thông trong Hắc xứ Thành chú ý. May mắn buôn bán trong Hắc xứ Thành hưng thịnh, thương nhân nơi khác qua lại rất nhiều, thương nhân như bọn hắn không ít, hai người cũng không gây chú ý rõ ràng. Xong, hắn và Thạch Xuyên Không đã thương lượng qua, ngày mai ở lại thêm một ngày để thu mua Tử Dương Noãn Ngọc nữa. Bất kể kết quả như thế nào, đều lập tức rời khỏi nơi đây, tránh phiền toái không cần thiết chương 788, giao dịch ngoài ý muốn. Đang cân nhắc, Hàn Lập khẽ đảo bàn tay, ba khối tử dương noãn ngọc hiện ra trong lòng bàn tay. Hắn căn cứ phương pháp lấy được từ thạch xuyên không, cẩn thận từng ly từng tí đặt vào ba vị trí trên người đề hồn là chán, ngực, bụng dưới, lại phân biệt đánh vào từng nơi một đạo pháp quyết. Mặt ngoài ba khối tinh thạch màu tím phát ra ánh sáng tím mờ mịt, lập tức sáng ngời, nhưng sau đó lại khôi phục như thường. Hàn lập thấy vậy, khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn đề hồn. Thời gian dần trôi, trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, ba khối tử dương noãn ngọc cùng đề hồn đều không phát sinh một tia biến hóa nào. Hàn lập thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, hắn trước đây tự mình thử qua, những thứ tử dương noãn ngọc này tuy là hạ phẩm, nhưng đối với thần hồn đích xác lợi ích không nhỏ, mặc dù không thể triệt để trị hết đề hồn, nhưng hẳn là có chút hiệu quả mới đúng. Bất quá, hắn đã sớm đoán trước điều này, chợt đứng dậy, bố trí xung quanh lầu các. Hơn một canh giờ sau, trong lầu các, trên mặt đất xuất hiện một pháp trận hình lục giác lớn hơn một trường, chỗ trung tâm có một khoảng trống hình tròn, xung quanh pháp trận có 16 lỗ khảm. Hàn lập quét mắt khắp mọi nơi, xác nhận không sai biệt, lúc này mới phất tay phát ra một cỗ ánh sáng xanh, nâng thân thể đề hồn lên, đặt nhẹ nhẹ vào trung tâm pháp trận. Sau đó, hắn lại lấy ra 16 khối tử dương noãn ngọc, xếp từng khối vào các lỗ khảm bên trong trận, sau đó mới phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, rơi vào giữa pháp trận. O, O, N, G. Pháp trận lục giác lập tức vận hành, ánh sáng tím từ 16 khối tử dương noãn ngọc đại phóng, từng đạo ánh sáng tím từ trong chen trúc ra, sau đó thuận theo trận văn hội tụ đến trên thân đề hồn. Trên thân đề hồn lập tức hiện ra một tầng màu tím, bao trùm thân thể nàng lại. Bị mang tím bao lại, khí tức trên thân đề hồn lập tức ổn định, tốc độ phiêu tán nguyên khí đại giảm, thế nhưng cũng không triệt để dừng lại. Hàn lập nhìn thấy cảnh này, nhướng mày, tử dương noãn ngọc ẩn chứa năng lượng cực kỳ đặc thù, muốn khu động cũng không dễ dàng, pháp trận này nhìn như đơn giản, kỳ thực bên trong vô cùng thâm ảo, do hắn căn cứ vào một tòa pháp trận có hiệu quả tụ thân, thông qua hiểu biết về pháp trận cấm chế, từ đó hao tổn tâm lực lý giải, cải tạo mà thành, đại khái vừa đủ tăng hiệu năng tử dương noãn ngọc hạ phẩm lên đến trung phẩm. Bây giờ xem ra, vẫn như cũ không được, nói cách khác, nếu lại muốn gia tăng tác dụng của pháp trận đối với đề hồn, trừ phi đem toàn bộ tử dương noãn ngọc hạ phẩm đổi thành trung phẩm mới được. Thế nhưng, trong tay hắn bây giờ một khối tử dương noãn ngọc trung phẩm cũng không có, nói gì đến tìm đủ 16 khối. Hàn lập nhíu chặt hai hàng lông mày, sau đó thở dài một hơi. Xem ra vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể ký thác hy vọng lên thạch xuyên không, xử lý theo phương pháp của gã, đợi trở lại dạ dương thành, tìm được đại tế ti kia rồi hắn nói. Cũng may, tốc độ phiêu tán nguyên khí trong cơ thể đề hồn đã đại giảm, hẳn là đủ để treo chống tới lúc bọn hắn đến dạ dương thành. Bất quá, trong tay hắn hiện tại, Tử dương noãn ngọc hạ phẩm chỉ có hơn 200 khối, có thể trèo chống vận chuyển pháp trận tới khi nào còn không biết, cần phải tận lực thu mua nhiều hơn nữa. Đề hồn, người yên tâm, bất luận khó khăn ra sao, ta cũng sẽ cứu người tỉnh lại. Hàn lập nhìn đề hồn, thì thào lẩm bẩm nói ra. Nói xong, hắn rất nhanh ly khai không gian hoa chi, quay về lại phòng khách sạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Hàn lập cùng Thạch Xuyên không thanh toán xong tiền thuê phòng, đi ra cửa khách sạn. Thạch Đạo Hiếu, nếu như chúng ta quyết định ở chỗ này thêm một ngày, thời gian có hạn, chúng ta nên tách ra hành động, người cảm thấy thế nào? Hàn Lập nói ra, cũng tốt, như vậy có thể tìm nhiều cửa hàng hơn, bất quá phải cẩn thận đề phòng, thường xuyên duy trì liên lạc. Thạch Xuyên không nghe vậy ngẩn ra, sau đó trả lời. Cái này đương nhiên, bất quá Thạch Đạo Hiếu, người có lẽ không cần tử dương noán ngọc hạ phẩm, nhưng vật ấy đối với ta lại có tác dụng rất lớn, nếu như ngươi gặp phải, kính xin thay ta mua lại, sau này ta sẽ trả cho ngươi mọi phí tổn. Hàn Lập còn nói thêm, không vấn đề, về phần phí tổn thì không cần, ban đầu ở địa Lao Tu La Thành, nếu không phải đề hồn đạo hữu cứu giúp, chỉ sợ ta đã chết tại nơi đó, những thứ tử dương noãn ngọc này coi như ta tặng cho đề hồn đạo hữu một chút hồi báo ơn cứu mệnh của nàng A. Thạch Xuyên không bảo đảm nói ra, đa tạ, Hàn Lập cũng không có kiên trì, cảm ơn một tiếng. Trong lúc hai người nói chuyện đã đi ra khách sạn, Lô Giải sớm đã chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy hai người đi ra lập tức gương mặt tươi cười chạy ra đón chào lệ đạo hiếu người ngồi thú xa lô giải đi ta đi thuê một cỗ khác thạch xuyên không nói một tiếng quay người đi đến phía xa ngăn một chiếc thú xa ven đường khác thạch tiền bối cái này lô giải chứng kiến cảnh này nghi ngờ hỏi hắn có chuyện khác không cần để ý tới hắn chúng ta hôm nay tiếp tục đi cửa hàng khác hàn lập khoát tay nói ra vâng lô giải thức thời không có hỏi nhiều chờ hàn lập hướng tới khu giao dịch trong nháy mắt, lại là nửa ngày trôi qua, Hàn Lập dưới sự dẫn dắt của Lô Giải, lại rời khỏi năm sáu cửa hàng, chỉ là thu hoạch so với hôm qua kém hơn không ít, đến bây giờ mới chỉ mua được không đến 100 khối Tử Dương Noãn Ngọc hạ phẩm. Hắn từ bên trong một cửa hàng đi ra, lông mi nhíu chặt, phất tay kêu Lô Giải đứng ở bên ngoài, đang muốn đi cửa hàng tiếp theo. Lệ Tiền Bối, vừa rồi ngài tiến vào cửa hàng này không lâu, có một người ngăn tiểu nhân lại, nhờ ta giao vật này cho ngài. Lô Giải đã đi tới trong tay cầm một miếng truyền âm phù màu đen sắc mặt lộ ra tâm thần bất định đuôi lông mày hàn lập nhảy lên tiếp nhận truyền âm phù thần thức chui vào trong đó đồng tử lập tức co rụt lại người nọ đâu hắn lập tức hỏi thăm ánh mắt nhìn qua chung quanh chung quanh người đến người đi nhìn không thấy điểm gì khác thường người nọ sau khi giao truyền âm phù cho tiểu nhân liền lập tức ly khai lúc gần đi nói lệ tiền bối nếu muốn tìm hắn hắn ở phía trước mai lâm trả lâu đợi ngài Lô giải chứng kiến phản ứng của Hàn Lập, càng thêm bất an, nói chuyện có chút đứt quãng. Không việc gì, người không cần khẩn trương, mang ta đi mai lâm trà lâu. Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt chấp động vài cái, phân phó. Lô giải đáp ứng, chờ Hàn Lập đi tới phía trước. Hàn Lập ngồi ở trên thú xa, nhìn xem truyền âm phù trong tay, mặt lộ vẻ trầm ngâm suy tính. Bên trong truyền âm phù này chỉ có một câu, ta có tin tức tử dương noãn ngọc. Sau một lúc lâu, trong mắt hắn hiện lên một tia kiên định lật tay thu truyền âm phù vào, sau đó lấy ra một cái khay ngọc màu tím, bấm niệm pháp quyết thúc động, nói nhỏ vài câu, rồi lật tay thu khay ngọc vào. thú xa tiến về phía trước, rất nhanh đi đến trước một tòa trà lâu thanh tịnh. người ở bên ngoài chờ ta, Hàn Lập nói một tiếng, đi vào trong trà lâu. trong trà lâu khách nhân không nhiều lắm, giờ phút này chỉ ngồi thưa thớt bốn năm người. một người hầu chạy ra đón chào, hắn không để ý đến người này, ánh mắt nhìn qua mấy khách trong trà lâu. giờ phút này một người ngồi ở gần cửa sổ, là một thanh niên mặc áo đen, bỗng đứng lên, gật đầu với Hàn Lập hỏi thăm. Vị đạo hữu này, đà tạ người đến đây, bất quá nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đến lầu hai nói chuyện đi. Một âm thanh trong trẻo vang lên trong tai Hàn Lập, sau đó thanh niên áo đen kia quay người đi lên lầu. Ánh mắt Hàn Lập híp lại, hơi trầm ngâm, sau đó cất bước đi theo. Hai người một trước một sau tiến vào một gian phòng, ngồi xuống. Miếng truyền âm phù này là các hạ lưu lại sao? Hàn Lập lấy ra miếng truyền âm phù màu đen kia, ánh mắt lóe lên mà hỏi: "Đúng vậy, tại hạ là Hắc Lang, bởi vì chuyện này không phải chuyện đùa, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này mời đạo hữu tới đây, xin hãy thứ lỗi." Thanh niên áo đen gật đầu thừa nhận, đồng thời phất tay áo vung lên. Mấy đạo ánh sáng đen từ trong tay hắn bay ra, chính là vài lá cờ màu đen, quay tít một vòng liền hình thành một màn sáng màu đen, bao phủ toàn bộ gian phòng. Ánh mắt Hàn Lập hơi hơi lóe lên lập tức đoán được tu vi cảnh giới Hắc Lang, chính là một tu sĩ chân tiên cảnh. Hơn nữa, người này cũng không phải là hung thú tộc, mà giống như Thạch Xuyên không, chính là ma tộc. Hắn cũng không kinh ngạc, hai ngày qua hắn đi đi lại lại các nơi trong thành, đã thấy được không ít ma tộc, thậm chí còn có chút dân chúng phàm tục là ma tộc, trên thân những người này mang phục sức khác nhau, nhìn kỹ thì giống như đến từ những quốc gia phàm tục khác nhau. Theo Thạch Xuyên không nói, các tộc hung thú bên trong thập hoạn sơn mạch có quan hệ đối địch với ma tộc phía ngoài, nhưng ở Hắc Sứ Thành chính là ngoại lệ, các loại tộc nhân lại có thể chung sống hòa bình với nhau. Bất quá kể từ đó, toàn bộ Hắc Sứ Thành, các loại tộc nhân hỗn tạp, phảng phất như một nồi thập cẩm tạp nham, có chút dở dở ương ương. Xảy ra loại tình huống này, không cần hỏi nhiều, tám phần là do gã Hắc Sứ Đại Vương đặc biệt ban hành, dốc sức xúc tiến. Cũng không có gì, các hạ thật sự có tin tức tử dương noãn ngọc. Hàn lập sứt bỏ một ít tạp niệm trong đầu, nhìn thẳng Hắc Lang, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Tự nhiên, nếu không tại hạ cũng sẽ không mời đạo hữu tới đây. Hắc lang mỉm cười nói ra, các hạ có bao nhiêu tử dương noãn ngọc, nếu như có ít, bản thân ta cũng không hứng thú. Trong lòng hàn lập hơi vui vẻ, trên mặt lại không thay đổi chút nào. Đạo hữu yên tâm, tử dương noãn ngọc chỗ ta, bất luận số lượng hay chất lượng, đều tuyệt đối làm cho ngươi thỏa mãn. Danh sách này, đạo hữu trước tiên có thể nhìn một chút, nếu cảm thấy thỏa mãn, chúng ta lại bàn cụ thể chi tiết. Hắc lang cười hắc hắc, lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Hàn Lập Liếc Hắc Lang thật sâu, cầm lấy ngọc giản, sau khi thần thức chui vào đó, sắc mặt lập tức hơi đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Trong ngọc giản liệt kê số lượng Tử Dương Noãn Ngọc quả nhiên không ít, không chỉ có hạ phẩm chừng hơn 500 miếng, trung phẩm cũng có gần 450 miếng, thậm chí còn có hai khối thượng phẩm Tử Dương Noãn Ngọc. Theo ta được biết, số lượng Tử Dương Noãn Ngọc cực ít, cửa hàng tốt nhất trong thành cũng chỉ có thể mua được một ít hạ phẩm các hạ thật có thể xuất ra nhiều tử dương noãn ngọc như thế. Hàn lập trầm mặc một lát, trong mắt chấp động tinh quang nói ra. Ta cũng không phải là người nhàn rỗi, nếu như đã nói tự nhiên không phải nói ngoa, đạo hữu cứ việc yên tâm. Hắc lang cười nhạt một tiếng, vỗ tay tự tin nói ra. Như thế rất tốt, những tử dương noãn ngọc này, các hạ ý định bán thế nào? Sắc mặt hàn lập buông lỏng, gật đầu hỏi thăm, Hắc lang lộ vẻ trần chờ, suy nghĩ một chút, sau đó báo ra giá cả, Ánh mắt Hàn Lập ba động một cái, cái giá này xem ra không cao, thậm chí so với giá thị trường mà hắn hiểu rõ thì còn rẻ hơn một chút. Xem ra trong đó hẳn là có ẩn tình, ví dụ số tử dương noãn ngọc này là bất chính, không dễ rời tay, mới bán ra giá thấp như thế. Bất quá, hắn tự nhiên không để ý chuyện này chút nào, nếu như có thể mua bán thành công, lấy được tử dương noãn ngọc, liền lập tức rời khỏi hắc dấu thành, cũng không sợ phiền toái gì. Không có vấn đề, tất cả hàng ta đều muốn, những tử dương noãn ngọc kia đạo hữu có mang theo bên mình không? Nếu như có, chúng ta liền bắt đầu giao dịch a. À. Đang cân nhắc, Hàn Lập nói ra. Không vội, trước khi thực hiện cuộc làm ăn này, ta vẫn còn một số việc muốn nói rõ một chút. Hắc Lang khoát tay áo, nói như thế, các hạ mời nói. Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, đồng thời thần sắc không đổi, mở miệng nói ra. Chương 789, gương mặt thật, không dối gạt đạo hiếu về số lượng hay phẩm chất các hạ yêu cầu đều không thành vấn đề, chỉ là. Hắc lang vừa nói, trên mặt lại lộ ra vẻ trần chờ Chỉ là cái gì, Hàn Lập hỏi, chỉ là đám tử dương noãn ngọc này bây giờ đang trong tay người khác, hiện tại hắn còn không. Hắc lang vẫn một bộ dáng ấp úng, xem ra các hạ là mượn đồ của người khác giao đích cùng ta. Hơn nữa đối phương còn không biết việc này, có nguyện ý giao dịch hay không còn chưa biết. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, có chút không vui nói ra dĩ nhiên không phải những thứ đó vốn cũng có một phần của ta hắc lang tựa hồ bị lời này kích động đến nỗi đau trong lòng trong mắt bỗng nhiên bốc lên một cỗ lửa giận nắm đấm đập mạnh một cái lên mặt bàn xoàng một tiếng các ly trà lăn lộn nước trà đổ ra khắp mặt bàn thật có lỗi thất lễ hắc lang ngay sau đó biết mình thất thố miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng nói ra trong lời nói các hạ có hàm ý không ngại nói rõ đi hàn lập thấy cảnh này trong lòng hơi động Ta tự có biện pháp để người kia đáp ứng giá tiền như ta đã nói, nhưng cũng cần đạo hữu phối hợp hành động với ta. Nếu đạo hữu đồng ý, chúng ta sẽ bàn tiếp, ngược lại nếu cảm thấy không ổn thì chúng ta liền dừng ở đây đi. Hắc lang cố gắng giữ ngữ khí bình tĩnh nói, giao dịch có lợi như vậy, ta tự nhiên rất hứng thú, nhưng người vừa mới nói phối hợp là muốn thế nào. Hắc lang đạo hữu sẽ không nghĩ chỉ cần vài câu chưa minh bạch là có thể để người khác tình nguyện mạo hiểm chứ. Hàn lập nhướng mày hỏi.